Chào anh em nhá. Hiện tại là vẫn là buổi sáng nay là vẫn cứ nhộn nhịp từ sáng giờ. Mình hiện tại là vẫn là phải lên trên này để giao lưu anh em, đến hẹn lại lên. Chờ tí, anh để xe đây em. Đứng bên cạnh đây là một chiếc xe gym này, sáng nay cũng không mua nhiều đâu. Mua là mỗi con Noza đời 2021 biển 38. Bây giờ một chiếc xe gym này, anh em đang trong nhà bắt chờ, vừa đấy là cũng phải bắt chờ lúc để đến giờ là anh em lên. Và anh em ở trên này gặp nhau chào nhau cái đâu. Thật ra là cũng chia sẻ với các lãnh đạo là mình thì cũng phải sắp xếp thời gian để là phải đến hẹn lại lên ấy, cũng không đơn giản. Nói thật ra cũng vật vã phết đấy. Giai đoạn này là cũng để mà lên live xong là lại tiếp tục chiều và làm các video ngắn để phục vụ các lãnh đạo trên này là cũng vất vả đấy. Ok, cảm ơn 245 người đang xem nha anh em, chào nhau tiếng lên trên này nhé. Đứng bên cạnh là một chiếc xe Dream này đời 2010 nhưng mà cắt đi rồi, cắt cái nào sản xuất rồi. Bây giờ lên để nhìn thấy đầu máy 17, con này đời 2013 đấy, 13 mới cắt mất cái năm sản xuất đi. Cụt ngủn mẹ đấy đấy. Thế này anh em chủ xe đang trong nhà kia đấy, anh em đang chủ xe đây, anh em ra đây nào, anh em chào ạ. Anh em ra cái nào. Đây bên cạnh đây là các lãnh đạo đang đến mua những chiếc xe gym anh ở đâu ấy. À ai ở đâu qua đấy, Hà Nội qua anh. À ok, đang kiếm một gym Thái ngon, anh có con nào không? Con gym Thái bán mẹ mình còn gym Thái rồi, bán gym Thái đấy. Có con hơn trăm, 120 mấy triệu bây giờ gửi vào trong miền Nam ông anh, nhưng mà lại biển 4 số ông anh, nhưng mà lại cắt biển, bây giờ cắt rút hồ sơ rồi lại chết dở lại lộn ra. Hai bên nhìn thấy. Cảm ơn 541 người xem đấy. Các sếp về xe thì gym Thái thì biết là nó đẹp rồi, nhưng mà cũng phải có điểm chê đấy các sếp, đừng có lại cùng gửi vào trong đấy xong lại gửi ra cũng mệt mỏi. Có cái biển 4 số cắt mất. Ô Lê, chào Sơn Anh Lê nhá. Thắng Lê có vision cuối tháng lên anh kiên kiếm con nuôi. Ok các sếp ạ, riêng cái dòng gym Thái thì bao giờ đừng có mơ sự hoàn hảo, phải chấp nhận là hơi có một chút vết một tí, mình tha thứ được là được. Chứ nói chung là những kiểu lấy vợ năm nay 30 tuổi 40 tuổi cứ bảo em còn nguyên chưa yêu ai thì nó khó lắm. Thế đôi khi mình phải chấp nhận những cái sức, cái sẹo, cái lỗi, cái hâm dở của người phụ nữ. Cảm ơn 628 người đang xem. Sơn Lê ok, Tú Hoàng, Đức Hải, đâu anh ra đây nào. Người đẹp bây giờ đấy cũng phải chào vừa ra thì các bạn, anh cứ đến bây giờ là quan tuần đây. Anh chào hiện tại là 800 người đang xem nhé. Rồi xin chào 800 người kia, xem. Kia. Ok em xin lỗi em cài mic cho anh. Anh đến anh bán một chiếc xe Dream của em nhá. Vâng. Ok thấy là bảo ông anh vẫn phải cho em tí, người thật ra thì cũng ở trong ngoài em đang điều hành doanh nghiệp ở trong kia. Vâng. Cũng một số khúc mắc của khách hàng đôi khi mình cũng phải giải quyết. Anh tên gì nhỉ? Hạnh. Anh Hạnh à? Con này anh từ đâu qua đây Hạnh? Mê Linh. Mê Linh à? Ok. Xe này là anh bán bao nhiêu đây? 45 triệu anh. Anh ra 45 à? Ok. Đây nè. Ok, xe này anh mua chính chủ, anh mua lâu chưa? À con này thấy đăng ký lại tháng 4 hay không? Vâng. Mi Xuân. Minh Lưu nhá. Ok, rồi, em biết rồi. Tony Phạm. Ông Tống. Lê Lâm. Chào Nguyễn Văn Điếm nhá. Ok. Eddie Phương Nguyên, ok. Nguyễn Lê Lâm rồi đây. Nguyễn Sống. Ok. Chào Nguyễn Sống, Nguyễn Sống nhá. Anh em vẫn đang báo 45 triệu nhưng kệ, cứ anh em đọc bao nhiêu đọc, không sao, mình mua là việc của mình, đúng không? Anh em thôi đi vào đây là cứ lẩn thận ra vào để anh em thủ tục cho nhanh. Rất nhanh rồi, đã lên live thủ tục rất nhanh. Nếu không quyết được là anh em chia tay nhanh vào luôn. Đấy. Ok anh ta 45 thì con này chắc không được rồi. Ba mấy thì bán à? Ba mấy thì em không, anh ra ba mấy không, thì bán. Không bán. Bớt đấy. Thì bớt triệu. Đấy 344. Thế thì không được, giải quyết được rồi. Con này mất lốp rồi nhá, xe nó cũng vuông vắn nhưng mất lốp rồi. Nó có thế thì xe thì của em lốp xe lắm mất rồi. Gì mà không. Xe đẹp keng luôn.
Xe của anh thì cũng đẹp, nhưng mà nói chung là nó đẹp nhưng mà nó không đến giá đấy, vừa vừa mới phải thôi. Ừ, con này cũng được, nhìn trông được nhỉ, nhìn trông rắn giỏi nhỉ. Đang vuông bắn đấy, được. Nhìn lâu đây cũng bị ghẻ một tí thôi này nhá, phí quá. Xe đang đem sang Hoàng Kiên thì không ngon thì có. Ừ, cũng bị ghẻ tí thôi. Yên. Yên nào. Ok, cảm ơn 1.000 người đang xem nhá, anh em chia sẻ bài hộ giúp một cái. Đấy, con này đầu máy 17, anh em có cái năm sản xuất để cắt vỗ đi mất rồi. Để mẹ đeo nào, để nguyên 129 năm sản xuất 2013, cắt vỗ cái tem năm sản xuất đi. Con này ngon đấy, việc gì. Thâu máy được. Thôi giải quyết anh em, để cho anh em 30, hơi xe nó cũng vuông vắn, để anh em mua anh em biết người biết của, để anh để cho em 38 triệu. Không bán, em bớt cho anh triệu thôi. Bán em 38 triệu. Không bán được thì em là vào việc. Đang like thì em nói thật. Ok, chào Giang Đinh nhá. Không, kệ anh đọc bao nhiêu đọc em mua thì em à. Không còn thể con anh cũng gì vuông vắn. 43 anh ảnh. 3 gì? 43. Ý là 40 rồi. Triệu 4 luôn. Em đây là nhiều người xem em mới bán luôn. Mai được em bán con Diêm Thái nữa. Thủ tục rất nhanh. Và anh em thủ tục rất nhanh, không được bỏ qua luôn. Ờ, mai em đem con Diêm Thái thì con Diêm Thái nếu mà con nếu mà số nó là số 1, ai là số 1 thì nó không chắc qua nó đâu. Đó Diêm Thái của thế em. Chả mang Diêm Thái đây, anh em đang cần Diêm Thái. Có một mình em đi nào được hai xe nhà tận bên Mỹ Linh nhé. Mỹ Linh thì mẹ cho một thằng xe ôm mà tôi cho mày 100. Cho biết bán hay không. Cho mày 100. Ra Hoàng Kiên thì chỉ là bán thì em bí tiền em đem bán cho bọn anh. Bí gì anh em, bí gì lãi thì bán thì bí. Em có buôn đâu, ôi hai xe em để đi mà buôn. Con này con nào đây, con này bán rồi. Ừ, em vẫn còn một con Vinh Việt nữa ở nhà chuyên bán. Nó tắt đây gì, bán cả máy nào. Ừ, tắt xuống. Ở biển 88 thì Diêm Thái bán rồi nhá. Diêm Thái bán rồi. Cảm ơn 1.300 người đang xem. Anh em thủ tục nó nhanh nhờ. Ôi thủ tục nó lấy 43 thì nhanh. Không được. Còn không được thì thôi. Chắc là anh 40 là ra rồi. Không, nhưng mà thôi 40, em 40 không bán. Thôi để em 39 triệu. Không qua bán giá dưới 43. Đấy bác được thì bác làm thủ tục xem. Mật tạ lắm. Thật đấy chứ xe em đẹp kem được đầu cuối. Nếu xấu thì em không đem cho bác đâu. Em còn con Diêm Việt, con Diêm Thái. Con này vì thay một cái cùi em bây giờ phải rơi mấy cùi. Không biết đâu em nọ vì cột cho em vứt ở nhà. Ừ, được trên đê nào đi long rồi vặn ra tí. Buồn nó cứ long nó tốt phát rồi mẹ mất rồi tìm mẹ có mà tìm vào mắt. Để ý anh em, để ý tí. Con này mất tem rồi nhá. Bị lỗi bị cái này này, mất tem này. Kẻ mất một cái đôi hộp này. Thôi để triển khai đây anh em, mình nói thật ra thì cũng bất ưng, cũng chưa có bàn bạc cái đâu. Thế bảo tôi cứ chờ tí lại thì cùng loạt luôn, giải quyết nó nhanh. Đấy anh em mình lên like là giải quyết. Quyết rồi đấy, được thì bác lấy cho em thì lấy. Giang Đinh, ok. Giang Đinh, Kim Thành. Ok, cần xe 82, Kim Thành qua là có 82 rồi đấy. Lên 1.500 này. Cả rưỡi cả. Cả giữa anh ấy, mấy cái hội trường dẫn chơi. Em này là được theo dõi like anh. Đấy, anh em lên like. Em đang mê xe mà. Ừ. Mê xe để cho nó tỏa sáng. Cũng không biết con này đâu thì thế nên cũng bỏ trò lên. Em định chụp gửi qua Zalo cho mình đấy, để em đỡ phải sang đấy. Chụp gì? Vì em đi chợ cả đêm về. Các sếp chụp gửi Zalo, các sếp cũng vống nên không biết được nào lần. Đấy, đem ở sang nơi xem. Xin xưa các sếp nhá, đã gửi Zalo ở đây chỉ có gọi điện chứ không phải trả giá trên đấy, trả giá đấy mà. À. Mẹ ơi, ông Hoàng Kiên ông trả tôi mẹ 38 rồi. Mẹ giờ đấy ông kia ông hàng xóm mà. Không đấy cái sang ông để mẹ cho tôi. Thế đương nhiên là một chất nhọc. Cũng nhiều lần bị phà như phà đấy, trả nhắn tin cái điện thoại luôn, mẹ đóng sống luôn, ăn phà ăn luôn. Đấy thật ra là cũng mình cũng làm nền cho anh em nhiều. Anh bây giờ thực tế là anh ôi em. Ok này nhá, nói để chốt một câu này, đầu like này. Rồi. Để cho anh cả ngày làm ăn thuận tiện này. Rồi. Lấy bác 42. Còn không không. Nó thật đấy. Tưởng nó 41 đi. Được thì là không, ô không được, không được. Không 41 em bán. Mốt em bán ngay bên nhà. Không đi đâu. Nói thật luôn. Tưởng 1. Xe của em đẹp từ đầu đuôi thì không một triệu một, đấy mà vết xước luôn. Nếu mà thôi thật, nếu mà đây là em đầu like cho bác may mắn đấy. Không phải tính toán đâu. Thôi anh em mình tình cảm để cho 40. Không. Rất là tình cảm đấy, biết là anh em đấy. Em biết là giật tay với anh là phải bán nhưng mà. Anh bán em 40 triệu. Đầu giờ không được, dưới 42 triệu em cũng bán. Bán em 40. Đấy là thôi. Thì đấy anh lại giải quyết việc của anh thôi.
Gym này thì mới chạy công tơ vạn cây nhưng mà lốt thay rồi. Đường nào lần dâu nó cắm con bà kia là con này không nhìn nó sáng sủa nha. Xe trông xe em giữ mà con này sạch nói xe. Thật với bác em chỉ trời mưa em không đi đâu. Mua lâu chưa em mua lâu. Mấy được có mấy tháng nay nó mua lại đấy. Mua đợt đấy sang tên đấy. Chưa ngày, mua, cái mua này chắc 2 mấy triệu hay ba chục bao nhiêu. Em mua 50 triệu. Ê, nói sai chết không nhìn hai đứa con nhà em nó 42 tuổi thật. Em mua 50 triệu này. Vâng, thời mua 50 triệu đây. Thời điểm xe nó rẻ đâu ra mà 50 triệu con này. Em mua lại con Diên Thái của ông già em 80 triệu cơ. À. Vâng. Bố đẻ để cho đây. Mua này 50 triệu cơ. 50 triệu thôi, mà sai chết luôn. Điều. Lan với em điện cho cái thằng chủ xe em mua lại nó cho anh nhá, cho anh xem nhá, nghe nhá. Trả lại bảo em nói nhăng rồi nhợ. Có điện gì? Thôi rồi thống nhất được 44 triệu. Không được 42 thì em là thì nổ máy mình không được thôi thật. Thôi để cho anh em à quên 40 triệu. 41 thì xong rồi, 41 rồi quên. 41 không bán. 41 thì xong, 41 xong rồi nhưng giải 40 triệu. 41 thì xong rồi. Đầu like em nói thật để cho bác cả ngày không 40. Không được 42 em chỉ lỗ 8 triệu không bán. Lỗ chính gì? Xác là nếu con chỗ này mà của em không bị ghẻ là em không có bán. Ừ, cái gì à? Nói thật, cái gì xấu thì mình bảo phải bảo xấu. Xấu bán, đúng không? Xấu bán. Bạn nhiều quá. Anh, xem là nhiều em like rồi đúng không? Được 1K, được 1K mấy rồi? 1K7 rồi. 1K7, anh em cứ vào bếp xem. Có mà ngày nào em chẳng theo. Biết là ý anh em 41 là ra rồi, nhưng mà để anh em 40 cho anh em tình thương, miễn thương nào. Để lên trên này anh em hợp thì hợp lý tí. Này, để cứ K7 rồi đấy. Không bán được anh. Thôi tóm lại 47.5. Thôi bác làm việc khác này cho. Thôi 441 ok. Được ok, 441. Được 42 em mới bán rồi. Làm gì? Đầu lai em bớt từ nói 45 em bán cho bác 42 để vào làm thủ tục. Ôi giá nó cao quá nha, nó không có việc được. Con bán thật 42 là em kể bán. 42 em mua anh được chứ không có vấn đề gì, nhưng mà vấn đề là mua xong gửi cho anh em nó lại giả. Đây này, toàn các đại ca toàn mang giả bảo vậy. Ôi giả cho 5 cho 5 lít nữa. Chốt để bắt tay chốt. Ok rồi. Rồi. Nha, chốt nhá. Ok, chốt cho anh em 445 nhá. Anh em vào làm giấy. Ôi anh em chào các đại ca như này cái. Chào các ca. Chào tất cả coi nhà anh em xem live của nhà Hoàng Kiên nhá. Ok, rồi nhá, xin đi mít. Có ai vào trong này Long ơi, Long. Long, 41.5 anh cái. 41.5. Đấy con này cũng được ấy các sếp ạ. Nó thật ra cũng vật vã lắm, buồn bán giờ vật vã quá. 41.500 các sếp nhá, xe đầu máy 17, xe đẹp, xe công tơ vạn cây đấy. Anh chủ xe bảo mua 5 sọi đấy anh em các đại ca nào. Xe này về phải thay mất cái này thay mất một cái cùi này sếp này, cùi rất nhiều, cùi có 120 cái thôi. Cái đôi da máy bên này thì xác định thích tỉa không có thể thay một cái khác được, hoặc có thể để nguyên. Đấy các sếp mình mua mình sẽ để nguyên. Đấy các sếp nào có thích thay này có 300.000 cái bưởng này. Bộ tem là hơn 200, bộ tem nhôm không có để nguyên được. Thế thôi, có mấy cái việc đơn giản thôi. Cảm ơn 1.800 người đang xem nhá. Con xe này giá đi, mua là giá đi rồi. Thế các sếp nào quan tâm thì... Con này đẹp ấy nhờ, nhìn trông ác phết. Nhìn trông nó long lanh, đồ nó đẹp, sáng choang không vậy. Rồi. Tiếng đổ nó là thôi rồi luôn. Đấy, sáng bét này. Cái này nan vàng nhá, tâm nan nó vàng nhá, không phải gì đâu. Đấy, máy nổ khực khực thế. Rồi, nan trước này, vàng ươm. Đấy. Đấy xem ạ, con này bị thay lốp rồi nhá, lốp thay rồi. Đấy, máy nổ đầu bò nó là thôi rồi lượm ơi, đầu bò đẹp. Sửa vô đầu bò. Trắng non, đây lốc này cũng đẹp, thôi kệ cứ để nguyên cho đẹp. Anh em ạ, các xe bạn cứ để nguyên cho đẹp. Bởi vì Ngọc còn có vết, mình phải xác định đấy. Đây công tơ vết một vạn này, quay cho con cái này. Đấy, các sếp nào quan tâm con này mình cộng 3.5 triệu nhá. Xe nó thì kiểm định rồi, không phải nghĩ luôn. Đấy, tiếp theo là con xe. Cảm ơn 1.800 người đang xem nhá. Ok, chào anh em trên này. Đấy, tiếp theo là con xe này 2021. Ông quay vào cho con. Chúng tôi luôn ép dẻo, ép bằng lắc tích, ép chất lượng cao, ép đăng ký xe, ép ảnh, ép tất cả các loại ép. Con này ngon lắm. Con này nó chất lượng luôn, con này đi có mấy nghìn cây. Con xe này tuyển từ gọi là quê hương Hà Tĩnh về đây nhá. Xe đi mua đi mấy ngày mới xong.
Mình tuyển từ quê Hà Tĩnh đi có 5.000 cây thôi. Màu xanh xám. Xe được, xe nó dán đi lông nhá, nó xước ở tí ở ngoài nhưng mà chưa thấy vào thịt tí nào. Toàn bộ cái chỗ xước này chưa tí vào thịt đây. Chỗ này xước to nhất cũng chả vào thịt. Này nó dán xanh xanh sần. Long ơi, em Long vào gọi cháu Huệ đây. Em vào gọi cháu Huệ đây. Đây. Xe được nhá, con này biển 38 nhá các sếp. Con này mình mua hợp tình hợp lý thôi. Mua con này có 37.500. Xe này mới đó là 47-48 triệu rồi. Xe nó mới thì có 5.000 cây mới lắm. Xe gương lược đầy đủ cả đôi, xe chính chủ. Mình mua 37.500 nhá, cộng 2 triệu nhá. Các sếp nào quan tâm mình lấy con này. Đấy. Có. Cảm ơn 1.700 người đang xem nhá. Chờ chị Na ra hội đi học. Ok, gọi chị Na ra. Ô lê Di Trần, Giang Đình, Vũ Minh Tú nhá. Có giấy tay khai hay không? Không. Có ai hay không hay hai bạn ơi. Nam ơi, xe gì Nam ơi? 150 ABS màu xanh xi măng ấy. Bao tiền? 101. 101 đẹp không? Đi bao cái? 88 ấy. Ồ, 88 rồi. Nó phải là 29. Là anh Tuyến thôi, anh em mình lại gặp nhau cái nào. Rồi, Jim em mua xe này đó. Chưa em đang mua. Anh đang xem, đang mua đây. Đây là anh Tuyến nhá, các đại ca. Chào, anh Tuyến chào các đại ca đấy. Chào tất cả mọi người nhá. Em nhìn thấy con này cũng tương đối ok đấy nhờ. Đẹp rồi, xe 220. Đẹp. Chính chủ luôn đấy. Rồi. Rồi. Con này bao tiền anh Tuyến ơi? Để chú 16.300. Đời 2021 à? 220. Giữa 220 rồi. Con này 20 giữ nhỉ? 20 giữa. Con này không 20 giữa đấy. Đấy Long đang tác nghiệp để chụp ảnh nhá, gửi cho các sếp này. Đấy một phát đến đâu là live phát là có bộ phận gửi cho các sếp luôn. Đỡ phải hỏi nhiều. Đấy. Mua con nào là gửi luôn, nóng sốt luôn, chiến luôn. Con 2020 mà lại nhìn giữ thế nhỉ. Xe đẹp đấy, đúng nỗi làm gì đâu. Giữ thế. Chính chủ luôn cây khác gì xe mới. Chính chủ luôn mà. Mới nhỉ. Bao tiền? Để chú 16.3. 16.3 nó là biển tỉnh không mua được. Con này biển Hà Nội nó phải 18 mấy. 8. Thôi. 8. Cuối cứng luôn. Vành đúc. Thôi giải quyết con này để anh để cho 15 triệu. Xe nó vuông vắn đẹp em mua cho anh 15 triệu. Cảm ơn 1.600 người đang xem nhá. Ok Lâm Tô. Kenny Phương Nguyễn. Anh Tuyến xong lại đến giáo sư Vũ Khiêu. Hàng này hơi nổi tiếng. Ai ông anh này là một trong những là mạng lưới và tay phải tay trái của Kiên. Mấy ngày hôm nay mua được hai con xe, mua con này với con này này. Anh Tuyến cũng săn mấy ngày hôm nay mua. Anh Tuyến cũng xa khuất cũng một tuần này rồi chưa gặp nhau. Trông tôi không phải đơn giản đâu mẹ. Không phải lúc nào mua đâu, cũng có lúc thì mua được luôn mà cũng có lúc thì không mua được. Đúng rồi. Cũng phải không đơn giản, nó là phải săn. Ừ thôi cho tí. Mời trời nhé. Thôi giải quyết đây anh Tuyến con này. Không có việc đúng không? 15.5 đi. Em mua cho nhanh được thôi. Nhá, xong là giải quyết nó còn gì. Chốt lại 15.5. Không. Ok chốt 15.5. Anh mua thế rồi. Không bán em 15.5. Anh mua đến lấy chú 300 thế là không phải nói. Thế là mua nhanh. Mua thế rồi. Ôi vật vã làm gì. Có miếng anh bán ngay mà nó loại xe này chú không mua làm sao được. Đỉnh đạt nghỉ thôi, nắng lắm rồi. Ở đây khu vực này các có hai tòa tháp đôi nó che, bây giờ tòa nhà 52 nó che thì mát lắm. Toàn cả mồi. Mát lắm. Không, ông mua từ xa, mua gì. Bây giờ xuống anh em mình là xuống bây giờ. Thôi giải quyết. Em nó đến từ bánh đậu xanh Hải Dương nhá, quay vào cho con. Thôi chốt em 15.5 thật em không tí dòng này. Không nói sai chú đâu, mua thế rồi. Thôi 15.6, 100 đó nhá. Chốt mẹ. Chốt con này 15.600 cho các xem nhá. Ok, bán đấy. Anh nhà chào các anh nhà trên này đi. Chào tất cả mọi người. Lên tiếp tục con này đã chào nhau hôm nay. Chốt con này 15.600. Tiếp theo đờ Dream Thái và đầu máy 82 mấy đấy. Xe này đờ ối giời ơi. Gọi là hàng ối giời ơi nhá, hàng gọi là dành cho anh em đi làm đi ăn thôi, chứ còn cũng không oai ủng cho con này đâu. Nhìn qua là biết rồi. 29M. Con này đầu máy 82 mấy đấy. Con này ra Côn Sơn rồi. Nó tỉa một tí. Nó vác thôi chứ không có gì cả. Bao tiền con này? Sao xong rồi em?
Ê, xong rồi con từ từ ơi mày. Giám đốc Kiên. Con từ anh Tuyến chờ tí nhá. Con xe này, con xem nhá. Con xe này mua là của anh Tuyến 156. Đấy ông anh này bên cạnh đây, em cũng nói luôn rồi cho anh. Nếu mà anh là 1, 2, các anh trên này là 2. Em cậu con này 1,2 triệu. Đấy các sếp nào quan tâm thì lên đường. Xe cứ 156 này lên 1,2 triệu là xong. Đấy xe của em thì nó quá chuẩn rồi, biển đẹp rồi. Đi được mấy nghìn cây. Xe này mới nó là 24 triệu trên đăng ký anh nhá. Nó được cả đăng ký là phải tầm 25 triệu đấy. Đấy, vành đúc cơ mà. Thì anh cứ cộng lên vấn đề đâu. Cái đôi vành đúc mà sơn mờ nó đắt này. Bản đắt nhất tôi dùng là bản đắt nhất. Máy dòng này anh đi 10 năm hỏng đâu. Đúng lúc nó bền, bền nó ra nhiều luôn. Anh nhá, đúng cái lúc êm nhất để các cụ bán. Bởi vì dòng này nó phải chạy khoảng mấy nghìn cây, vạn cây, 2 vạn nó mới êm. Đăng ký tháng 12 của 2020 này. Đấy. Đấy anh cứ trong lúc giai đoạn cứ suy nghĩ xong là đấy ngó nghiêng vẫn tiếp tục mẹ. Đấy các đại ca lại tiếp tục lôi kéo đi chỗ khác. Thôi không sao, anh vào anh viết giấy cho em. Con này không chịu hai cho các xem nhá. Con này là bao tiền đây này? Tôi để chú 22,5. Thôi không được, con này không được. Ông ấy 82 mấy đấy, sườn sườn ấy còn đấy, nhưng mà cảm ơn 1,900 người đấy xem. Sườn chứ còn chứ không phải là sườn mất đâu. Cái này thay rồi mẹ loạn cái lắm. Cái ý thì bây giờ có xe có 2 mấy triệu. Loạn loạn lắm, không mua được. Máy ngon lắm. Ok. Cảm ơn 1,900 người đã xem anh em chia sẻ bài cho cái cho máu nào. Ừ, con này hơi tiếng gõ này. Phê số hơi gõ. Con này gõ quả rồi. Quả kêu. Không, cái tức là cái ác của bi tông thôi, nhưng không phải quả đâu. Bi tông nó ơi lỏng quá. Nó lỏng luôn cả các cả. Xe đầu máy 82 mấy nó lỏng cả quả. Biển mờ xịn luôn. Không, xe này được giải quyết chắc tay em mua tầm 17 triệu. Được không? Thế thôi. Bao nhiêu đấy bán? Thôi chắc không vào việc. Tiền nào của đấy thôi. À? Chắc không vào việc, không vào việc. Bao nhiêu? Đầu máy 82 mấy chú giả anh thế thì ông đứng đằng này. Cộng lên 3,5. Anh báo là bao nhiêu? Anh bảo để chú 232. Ui thế thôi rồi. Thế thôi không, 17-18 thôi. Thế rồi, mua làm sao được. Em hỏi Đoàn là đang chờ trên chợ. Mua cái này, cái xe này hỏng cái này với cái này rồi. SH mà 800.000 có được mua không? Mua đi. Ý là 19 bán đúng không? Không. Thôi em mua 19 được thôi, thôi mua con này thôi, ăn mẹ con thôi. Mới. Đỡ phải ăn con kia làm gì nhá. Ok, ăn một con đi nhá, còn các con kia thôi, con này chốt rồi. Con này của em 10 là bao tiền đây? Con này của em là 2013. Đây dành biển đẹp nhá, 7979. 97. Thần tài lớn. Thần tài mà là nó màu nó buồn cười này. Màu dán ni lông ấy chứ. Con này là dán ni lông bóc ra đây, anh nhìn đi. Ni lông bóc ấy chứ. Sườn lại. Mua của anh Tuyến là 15.600. Ok. Củ máy led lắm. Bao tiền em? 19 triệu. À 19 triệu. Cái gì 19 triệu á? Thôi chịu. Chịu chịu không ạ? Thật ra cái dòng này thì nó không có giá trị. Biển này. Anh mua xe thôi, mua biển dòng này nó không có giá trị. Đi nó chả có gì ra ngoài. Vâng. Xe bình thường, con này biển kia thì lên được 2 triệu. Xe này thì mua tầm 14 triệu. 13 mấy 14 triệu lên 2 triệu 16 triệu. Không được đúng không? Không được. Không. 16,5 anh giả 16,5. Dạ, 16,5. Cảm ơn anh đã xem nhá. Bớt ít thôi nhỉ. Anh Tuyến xong lại đến giao sư. Ok. Đấy, hôm qua con xíu của em là nhanh lọc đúng không? À, ok. Sao không hiện comment nhỉ Phúc Phương. Ok Hùng Nguyễn. Giang Bùi có ABS nguyên nào không? Có Giang Bùi ơi. Tôi không được đâu. 17 triệu là bán đúng không? Thôi anh giảm em 17 triệu. Lên like muốn mua cho xong rồi thôi. Ok, cảm ơn anh nhá.
xe mai đem con xe Thái nhá. Vâng, mai mang xe Thái em. Ok. Giá cao đấy. Nước thích cả. Mua đắt thôi chứ không thích mua rẻ, mẹ mua rẻ rồi. Con này anh còn chê cho con xem Thái mai không được cửa chê. Ờ được rồi, ok. Được chê là bắn luôn. Ờ. đi luôn đi là chiều đây làm ăn nữa. Đấy. Bán tiếp xem Thái này, nhưng đường lai của Hoàng Kiên là ra hết, tất cả các anh em tòi ra hết. Đấy, nhiều lúc. Thế anh giải con này bán không? Em không bán. Ờ bán đi, vẫn mình không phải là chủ tịch đúng không? Xếp nào, xếp lang thang nào, đi đâu lang thang như đời mỏi mệt. Đây mua 15-6 rồi, thì đại ca tính làm cái gì, nét bây giờ, nét nó đã nét rồi. Toàn anh em xin phép cài mic rồi. Thế bác mua về đi hay là mua về bán? Tôi kinh doanh cho thuê xe. Thuê xe đi. Vừa sửa xe vừa thuê xe ở trên thủ doãn ấy, lạ gì, toàn anh em. 17 không xong, 17 rưỡi. À, bao nhiêu? Không mua được. Hôm nào cho xem like của nào xem em à, xem like em à. Tôi chơi thủ doãn mà. Anh thủ doãn. Ui bác thủ doãn thì bác là còn có cái nôi, cái nôi của sửa chữa xe máy. Rồi, toàn các loại. Đây là cái nôi của sửa chữa xe máy này. Bác là phủ doãn thì thôi em không dám nói. Chùa Hà này vẫn là tất cả phủ doãn rồi. Đúng trên rồi, trên phố, hết đây mà. Trên phố cổ rồi về đây. Đây là em, trên đấy là anh cả. Đấy. Ừ, anh chốt thôi, em cũng thoải mái thôi, đấy giá cả em mua rồi, xe đấy máy vẫn nổ đấy, thì anh biết. Xe này anh cho thuê nó lợi, anh nhận nó lời. 16 triệu mấy trăm thì là bán. 15-6 rồi là 16-8, lên 1 triệu 2 là 16-8, lên 1 triệu là 16-6, mà lên... Thôi 16 rưỡi đi, nhanh, tội nhanh. Ôi, nhạt lắm mày ơi. Ôi, 16 rưỡi. Trời, nhạt lắm. Phan Thắng. Ép dẻo em vào lưng. Ôi, quả giao lưu đầu tiên, xem suốt ngày xem live của giám đốc. Suốt ngày xem. Vâng. Phan Thắng và ép rẻ, ép Atlantic vẫn thua Hoàng Kiên ép giá. Không phải đâu, ép giá đâu, mình mua nó mình đàm phán, câu chuyện nó là vào đàm phán thôi. Nhá, 16 triệu. Đâu? À thôi, 16 triệu 500. 15-6 được mấy trăm, ít quá. 16 thì là được 1 triệu. Thôi rồi, em thêm anh thêm 100 nữa, em bán cho anh 16-6, được chưa? Trên danh dự uy tín các bác trên này nhá. Ok, anh tên gì nhỉ? Tuấn. Anh Tuấn anh về chuyên cho Tây thuê. Ok, cảm ơn anh nhá. Đấy, đường lai nó phải chốt đấy. Đây. Anh chào các đại ca này. Đây, anh Tuấn phủ doan nhá. Là anh cả và ngành xe máy. Đấy. Nào, em mà vào. Ok, đây, xong rồi. Có tiền này chốt rồi, xem nhá. Đấy, anh em thợ thuyền thôi nhanh. Nào, em đi vào đây. Thì thưa các sếp là hôm qua là có một con xe biển con xe biển 18. Con xe có qua có một con xe là đi biển 18 nhưng mình báo giá nhầm 63 triệu, con đấy mình mua nhập vào 64 triệu nhá. Thì cộng 4 triệu. Hôm qua là vì một cái video mình không thể sửa trên video được, bắt buộc là trên live là chiều qua là có một chiếc đẹp lắm. Mình phải tuyển từ Thành Nam về đấy nhá. À đây là Anna, này là Dung thì cũng nhà ở nhà là chăm sóc ông bà ốm. Thế còn Huệ thì giờ đang đi học. Đây là Anna đã lên trực tiếp phục vụ các sếp trên này. Vâng, em xin chào mọi người nhá. Hôm nay em với anh Kiên phục vụ các sếp ạ. Cảm ơn 2.300 người đang xem nhá. Giang Bùi, xe Hoàng Kiên ok. Cảm ơn Giang Bùi nhá. Nguyễn Văn Như kiếm tiền 2 triệu bạc nó đặt ra cho em nơi cả hệ thống mình ạ. 30-40 người phục vụ nhá, không phải đơn giản đâu, mình lên live này là 30-40 người đang trong cái hiện tại vẫn đang phục vụ. Ngoài ra ship xe, gửi xe, ngoài ra dọn xe, ngoài bảo hành, thủ tục giấy tờ, nó cả một hệ thống của mình cũng không phải đơn giản đâu. Nhìn là thế nó không ngon ăn đâu. Không đơn giản là các sếp ạ. Chất nhập lại thôi chứ còn nhiều bộ phận lắm bác. Nguyễn Hòa cho con 82 hơi 50 chú. Còn 82 hiện tại chưa mua là con 82 50 để 82 tàu ấy nhá. Và 82 xịn có con chủ xe đang báo 50, mình đang trả 30, chưa xong. Rất nhiều các xe đã vẫn đang trên máy của mình nhá. Nhưng mà thật sự các bác đại ca vống lên nhiều quá, vẫn chưa vào việc được. Nó thật ra cũng đọc vừa thôi, các sếp đọc cao quá. Ok, Sơn Khác hôm nào cũng xem anh live mà không có xe đẹp mua. Ok, không sao Sơn Khác ạ. Cái đấy là câu chuyện kinh doanh mà. Cái đấy là câu chuyện kinh doanh, câu chuyện đàm phán ấy, thật sự là mình cũng là ngoài ra trước đây mình cũng đã từng kinh doanh bất động sản này, dán cọc yên xe kinh doanh ô tô này,
đi là thắng, hầu như đi là mua chứ không bao giờ không mua cả. Hầu như trừ trường hợp là ông ấy căng quá hoặc nó không vào vị của mình thôi. Đấy. Ok, cu cu. Con trên này à, Nguyễn Lịch, em có con NH ABS đi 400 cây xe đẹp anh, mua được bao nhiêu? Nguyễn Lịch. Nguyễn Lịch ơi, biển Hà Nội thì con đấy vẫn mua được trên trăm nhá. 400 cây vẫn mua được trên trăm đấy. 103 triệu, 104 triệu. À, Văn Tuyền mua Exciter 150 không inbox, có gửi ảnh cho mình nhé bạn ơi. Ok, mình đứng bên cạnh đây là một số cái xe Jeep nhá, qua là đây, con này là vừa mua rồi, con biển P này, này có anh em cọc rồi này, con biển P9 vừa đăng đây, có anh em cọc rồi này. Tiếp tục con này đi em, đây mình với Na sẽ là người kiểm tra mấy con xe này, từ trong ra hay là từ ngoài vào đây anh? Từ ngoài vào đi. Từ ngoài này là Jeep 29D238850. Chờ tí này anh tải máy. The Ram Việt Nam con này D2, con này là mình mua cũng căng tay rồi nhá. 38850 ạ. Con này qua là mua của qua con này là mua của giáo sư Vũ Kiêu là 625 rồi các sếp nhá. Qua mua của giáo sư Vũ Kiêu cũng có video trực tiếp đấy, 625 rồi, cộng 4 triệu nhá các sếp nhá. Đấy. Đợi chuyến thôi, vừa đâu. Lại đi vào. Đây anh ở trong nhà. Đấy con này qua là mua xe đi mấy nghìn cây nhá, đẹp lắm. Con Novo trên tầng 5. Không nói chuyện. Anh Tuyến, con kia bây giờ thấp nhất là bao nhiêu anh bán à? Ông ơi. Tôi để nó 22. Ôi triệu bạc thì bớt thế thì nó chuyện. Quả nó không diễn tái mà biển đâu mấy 82 mấy thì chú bảo. Nó là quả kêu, quả kêu ắc kêu rồi. Bây giờ về phải thay quả thay ắc. Nó đơn giản. Mình anh em mình nhà thợ luôn bán lâu năm rồi. Lâu ngày nó lỏng quả. Nó lỏng quả. Không, xe nó cũng gọi là nói chung là loắc nhoắc thế thôi, chỉ loắc nhoắc. Tất nhiên là ít tiền. Rồi có thể chắc là ý anh em tầm để 20 là bán rồi, nhưng mà thôi nhanh quá, để 21. 21 biết anh, rồi. Anh mua 20 rồi. Không ấy. Đấy là thế. Anh để cho em nhé, con này quả kêu cho em để cho anh được cái thôi, xe nó cũng vuông, nó cứng cứng xe thôi. Anh để cho em 20. Anh em mình chốt viết giấy cho chọn lên like thích thì mua. Ok. Chốt luôn. Tươi nào cho mặt sẽ không có miếng. Miếng có mẹ từ 5 lít là mừng rồi. Bán à? À đến đón à? Tôi định giả đăng ký à? Ok, cảm ơn 2.000 người đang xem nhá. Hoàng Tuấn có ship xe về Lào Cai không xếp kia ơi? Có Hoàng Tuấn ơi, ship luôn Cà Mau luôn, Cà Mau, Phú Quốc rồi đảo, có một đảo Thủ Chu chưa ship đâu. Ship hết rồi. Ship trên mọi miền đất nước nha. Đảo Thủ Chu chưa ship rồi. Đảo Cát Bà chưa. Đúng rồi, các đảo thì hơi khiếp tí bởi vì rất nhiều chặng đường. Có ship ra cả đảo Phú Quốc rồi đấy ạ. Đảo Phú Quốc thì đến rồi. Đầu máy 821. Đầu máy 82 mấy. Ok, đây là chốt con xe của anh Tuyến là 20 triệu nhá. Đấy, mua của anh Tuyến là con này là 20 triệu, con Jim Thái là các đại ca quan tâm thì đấy. Nói chung là vừa vừa phải thôi, chứ còn cũng không kỳ vọng gì lắm đâu. Đây đây, em dắt hẳn ra ngoài này để cho ông xem. Con kia sao? Con kia bán à? Con đấy bán chuyển à? Đấy, ông quay vào cho con, để giới thiệu anh em con này. Cảm ơn 2.100 người đang xem nhá. Đây. Đấy, ngon lành cánh đào nhá. Được cái thôi, quả nó cách nó nóng máy cách thôi nhưng cũng được. Nói chung là vẫn đi được, không phải là hào hỏng đâu, nhưng mà cái tiếng nổ này mình phải nói rõ thì các sếp thế về tại sao nó kêu cách nhẹ nhẹ. Đấy, máy nổ bây giờ vẫn êm nhá. Như ga lên này, hạ xuống. Có hơi cái tiếng cách nhẹ là cái tiếng đấy là tiếng váy quả hoặc là ắc bê tông vẫn đi được anh em, vẫn đi khoảng năm nữa. Sau mình thay cái ắc bê tông hoặc là thay cái quả. À ơi. Chiếc này là đời em Thái biển 29M74464 nhá. Vẫn ngon lành cả nhà, đi vẫn ngon, lượn nóc có thứ cũng được, không có tỉa tốt cái gì à. Đây mặt bình xăng đây. Ông quay con cái mặt bình xăng. Đây. Nóc này là tỉa lại rồi nhá, mặt bình xăng cũng bình thường. Tai cũng xuất một bên này, các cái tai này chưa. Thiếu hai nóc rồi. Đây phải vặn lại hai nóc. Mất một bên tai nhá. Thế này mua là 20 triệu các sếp nhá. Ông quay được cái biển số Hà Nội 4 số. Biển M. Để các sếp nào quan tâm thì cộng con này 2 triệu nhá. 20 triệu cộng 2 triệu nhá các sếp nhá. 29M74464. Bô 2543 vuông bắn. Đây.
tiếng nổ ấm ấm áp phết đấy. Ông nào lắp mẹ cái này ngược vào vào trong này, đây. Lắp lắp sai này, lắp cái giảm sóc ngược vào trong. Lật lại lắp, tháo ra lật lại. Anh ơi, anh cho lắp lại cái giảm sóc là một này, hai anh bảo nó vặn lại cái tai bắt này. Không không khoái lắm. Con kia sao? Bây giờ không ăn được. Anh cứ phải nghiên cứu. Anh nghiên là cái gì mẹ chốt luôn, nghiên nhau. Mà em là chủ tịch rồi, em mà cứ phải. Nhưng mà nó bảo là bây giờ hai nhân chủ tịch nó bảo 19 triệu thì có được vài trăm lẻ thôi. Đấy. Ê chết. Này, khó bán. Mấy mấy đồng con này? Con này hơn 7 triệu. Rồi. Vâng. Nhà còn thì bọn này cũng khó, khó bán. Con này nó đẹp em thích nhá. Con kia này anh giải 18 triệu thôi mà. 17 rưỡi là 18 triệu. Bán mẹ cho 18 triệu. Chắc là phải 18.5 là thì đó làm vào đấy. Thôi 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 thôi. Anh em tác phong nó nhanh không được thôi. Cảm ơn 2.000 người đang xem nhá. Tiếp tục lại là tiếp tục những chiếc xe Dream này cho các sếp này. Hôm nay là kế hoạch của mình với Na là ở đây xong rồi lên tầng tầng 3, tầng 4, một xe 50 với một xe Exciter Window. Thế là xong. Chương trình là hết. Đấy. Vâng, em mời các sếp tiếp theo. 29X348950 Dream Việt Nam. Con này hơi căng nhá. Con này giá nhập là 65 triệu cho đồng rồi nhá, các sếp nhá, mới đi 2.000 cây thôi. 2.000 thì mới đi 2.800 cây. Nhập vào 65 triệu đồng rồi nhá, cộng 4 triệu con này nhá các sếp nhá. Đấy, các lãnh đạo là chơi thoải mái, chán nên lại quay lại cái giá mình mua ban đầu là vô tư. 65 cộng 4 ạ. 65 cộng 4, ông quay vào cho con, đằng đằng trước. Đấy. Đây, chiếc này thì rất quen thuộc. Ừ. Trong buổi live nào thì anh Kiên cũng đã giới thiệu rồi ạ. Xe này mới đi 1.2 Dream Thái 1.2 nhá. Xe này mình mua là ở Sơn La, em nói là Hoa Hậu xứ Mường. Em nói Sơn La. Xe này mua là 135 triệu. Dream là 20 triệu. 20 triệu. Con này 1.2 nhá, lốp còn nhá, zin đét. Xe này rất nhiều anh em thầm thương trộm nhớ nhưng mà vẫn lom đom lắm, chưa thua. Chưa thua. Mua bán phải máu cơ, mua lom đom. Nhiều em bảo tôi thích con xe này của ông lắm nhưng mà nghe vẻ vẫn nghe vẻ thích thôi nhưng mà chưa xuống tiền được. Các đại ca vẫn lom đom lắm. Con Dream 200 triệu mình bán rồi nhá. Đây con này đẹp này em ơi, này. Quá đẹp luôn. Xe đẹp gắt luôn, gắt mù mù tù mù thôi. Mình mua 135 triệu rồi. Chỗ này là nó bọc cái này vào này thì nó ấn vào. Xe để trong phòng khách, để phòng khách phải đến 20 năm rồi. Xe để vào khách hơn 20 năm luôn. Chi cùng. Nó vẫn để phòng khách mà bây giờ anh em mua về chỉ để phòng khách. Nó là bảo vật rồi. Con này nó là hoa hậu xứ Mường, nó là bảo vật của tỉnh Sơn La. Không có đâu. Mua 3135 nhá, cộng 10 triệu nhá các sếp nhá. 145 ạ. Anh ơi có SH ngoài này không? SH thôi, và anh em vào giải quyết một số xe Dream nhá. Na vào đi. Có một anh khách, anh ấy đang gọi điện bảo là quay cho anh ấy cái chiếc xe 82. Chưa kịp like thì đã đặt cọc. Vâng ạ. Thế thì anh đón chờ thêm những chiếc xe tiếp theo nha anh nhá. Đây có anh khách anh gọi điện để like con này để cho anh cọc nhưng mà chưa kịp like đã có anh khác anh cọc rồi. Ừ, cọc mất rồi. Vâng. Nói chung là các sếp ạ, cứ tin tưởng mình thôi chứ còn nếu mà like thì nó khó lắm. Nhiều lúc mà gửi ảnh gửi eo thì nó thật ra thì nó hơi chậm tí. Con xe anh Tuấn Gato, con xe 380 triệu vẫn còn nhá. Con 380 triệu thì giấu chặt. 3.000 cây vẫn còn. Ra tí thôi. Ôm các bác mỗi người ngồi lên tí rồi mòn hết xe. Thôi, phải giấu biệt cọc. Đi. Chiếc này cọc rồi thì có quay nữa không anh thôi nhá. Ừ, cọc rồi thôi. Em ơi dán lên cọc đi. Dán lên yên đi. Công viên đặt 2 triệu trước cho người tôi lấy số về sau. Vâng vâng. Thế đặt 2 triệu em gì? Ừ. Thế con Sirius đã đặt 2 triệu rồi nhá. Vâng em xin. Rồi, rồi. Ok, cảm ơn bác nhá. Bác về xin chia sẻ bài cho em nhá. Chia sẻ bài cho bác cho máu. Okay. Hay thôi. Ừ. Con Sirius cọc 2 triệu nhá. Đưa cho kế toán báo anh thợ trên phòng anh đang đặt cọc 2 mua triệu cho xem dòng gì đấy. Chiếc vừa mua của anh Tuyến. Anh để lại Charlie. Ok. Thằng khu nhà ông anh em nó về chê lắm, nó không đi dễ nảy nó không đi. À rồi phải hỏi nó.
Ok, không sao. Con Charlie vẫn còn nhá anh em, để lại. Ừ, cứ tìm xe khác. Lại để lại con cho con xe. Con xe Dream 2 hôm qua buổi tối hôm qua 209 đẹp thế, vừa cọc được đồng rồi. Ừ, không có con xe Dream 209 đẹp. Con xe Việt Nam. Ừ, con đẹp mà. Cứ yên chí rồi có duyên thì sẽ còn gặp nhau. Tòi ra hết cứ yên chí. Các sếp cứ mỗi ngày hiếu tí là các sếp tòi ra hết. Ừ rồi, ok, con này trưởng cọc rồi. Thế em chào dán đi. Đấy, có một con xe 82 hôm qua là có một bà chị. À, bà trước cũng đặt cọc con này. À, cũng mua rồi nhưng về nhà lại thừa lại bán lại. Con xe này nhớ không nhầm hôm đấy mình báo là 13 triệu này. 8291 nhá, con này mua 11 triệu cộng 2 triệu này. Ông có thể quay cho con 8291. Đấy. Hơn chục triệu mà xe nhìn vuông vậy anh nhỉ? Ừ. Đấy. Ngon lành cái nào. Hay con này nâng đời cho bà nội đi. Rồi bán đi. Cho bà đi. Bà đi, con kia đi ngon mà việc cái gì. Là con kia nó không có để. Cần gì để bà đạp được. Nhà mình mẹ mình đang đi con xe 81 nhá. 81 mình mua có 5-6 triệu nó ghẻ bà mấy lần bà rất bộ. Đại gia Đông. Đại gia Đông. À đại gia Đông à, ông em đâu. Bà đây em ơi. Ừ. Em đảm bảo ai mang cái xe 3.000 cây không? Dạ bà. Ừ. Đã bảo chiến thì em đi vào. À, bảo Hoa, bảo Long. Ở đây không em? Ừ. Anh đang live đây. Em chơi với bên ở bên. Anh kêu cánh em chỉ ở đây. Ok. Này đến chơi à? Em đang đi ô tô. Ô tô để đâu? Anh ra Thành Kiều ấy, anh đang đây này. À, Thành Kiều đấy. Ừ. Giới thiệu anh em, đây là em Đông nhá. Đây là một xe đâu. Không, mua xe không quan trọng đâu. Đây là em Đông, một trong anh em trước sửa sữa xe máy cùng với nhau. Nhìn buồn, đây này. Ông em, chào ông em nhá, đi ra đây. Ra đây, anh em ra đây. Thì là vừa rồi là thấy Đông thích con xe mấy nghìn cây của anh đúng không? Anh giấu Việt. Xe đâu rồi? Anh đã giấu Việt rồi. Nào, em bảo mang con xe 3.000 cây cho anh cái. Kệ anh lại mang ra cho anh xem có gì. Đấy đi. Được chưa? Giới thiệu anh em đây là em Đông, bây giờ là chủ một cái xưởng hoát ở khu vực là Bắc Ninh Ninh Hiệp nhá. Ông em cũng thích con 3.000 cây quá nhưng mà vẫn phải xin ý kiến. Con biển Phú Thọ anh bán rồi. Con Phú Thọ anh bán. 3.000 cây đắt quá. 3.000 cây lấy con 3.000 cây đây cho nó mẹ số 1 Hà Nội luôn. Không có tiền. Không, đang hỏi thăm nóc nhà thôi, hỏi nóc nhà thôi. Ông em này, không phải là không có tiền. Đấy. Anh bán con kia rồi, con biển Phú Thọ. Con biển Phú Thọ bán rồi. Phú Thọ thấy rắn bếp. Bán cho một ông anh nhìn trông tướng mạo lại hơi bị anh em dáng anh ông anh đúng là dáng tể tướng Lưu Bù nhá, đến xem xe anh hơi còng một tí nhưng mà thật sự ông người nhỏ nhỏ ấy. Rất nhiều tiền bích ngay giao thoát được. Ở đây em thích xe đấy. Ông anh đến nhà vợ lấy vợ rất xinh nhá. Người ông anh lọm khọm thế lấy vợ xinh. Còn đấy đi được còn đấy đẹp. Xe đấy ở đi có 1.8 3.000 đắt quá, 3.300 mấy bằng vô xe một con. À ô tô thì mình tính làm gì, em này thiếu thì tôi em đang đi mẹc, em đi GLK, em đi máy bách, em tính làm gì cái xe ấy. Ừ. Ok, cảm ơn 1.900 người đang xem này, anh đang xem này. Ok. Live stream này có giống Huấn Hoa Hồng không anh? À không, cũng mỗi người là một phong cách khác. Thành nhà nó ngay đây như vậy. À Thành ngay đây à? À bên FLC bên này á? Ở gần bên anh Quyết à? Anh Trịnh Văn Quyết, thế đây em ở gần cho anh em ngay đây. À chuyển đổi. Ok, cảm ơn 1.900 người đang xem, trả lời một số anh em trên này. Mình lại chi đầu tháng được anh đã lên được cái cũng tương đối được tiền đấy nhỉ. Được chứ. Lại được đi. Hơi hơi nóng tí. Làm sao bằng em Đông được. Nguyễn Văn Chính. Nguyễn Văn Chính. Em cũng toàn tính anh kia ơi, con xe biển. Ok, Phạm Mài Thanh, con rể phải đo cho mẹ vợ chứ. Cái ngon phải cho mẹ.
À, vâng, anh ơi, xe 81 là xe cho mẹ đẻ mình nhá. Mẹ đẻ chứ không phải mẹ vâng. Xe đấy là... Cô bảo là nhà mình những cái xe để 6-7 triệu đi ngon mà, con 81 đi ngon lắm, mình vẫn đi mà, bà vẫn đi. Ừ, hôm nay vừa like anh bán rồi. À, dòng vàng, à, mình muốn bán xe cho anh Kiên, không lên được Hà Nội được, xa quá. À, anh dòng vàng ơi, gửi ảnh Zalo nhá, cho anh gửi ảnh cho anh gửi xe qua năm 2 cho Hà là được. Bùi Tiến Dung để anh con 82, 13 triệu nhé em. Ok anh Bùi Tiến Dung ơi, anh chia sẻ bài đi. Có con SH nào, 200 SH nào, 2020 không? Đâu rồi, đi vào nước đâu rồi? Em ơi, đâu rồi, đi vào đấy. Đi vào đây ông nước anh em. Chơi hàng con hàng số 1. Con kia vẫn chê. Vẫn cứ chê về anh vẫn chê con 2 trong cây vẫn à, con vạn 8 vẫn chê. Bản thân vẫn chê. Thế là con 3.000 thì nó hàng nó xuất chúng. Đặt gấp đôi lên 150. Uống nước đi anh em. Vâng. Nước đi em. Ừ. Cảm ơn 1.800 người đang xem nhá. Anh em trả lời mặt số anh em như này. Ok Bùi Tiến Dũng. Ok thế thì bây giờ con kia thì anh có anh bán rồi. Bây giờ anh đang like, hắn em ra em ngắm con 3.000 con gì anh em mình thôi. Một tí. Ông này ông vừa xây nhà 10 tỷ xong ông ấy cứ tính lom đom làm gì anh em. Ông em nó làm cái nhà 10 tỷ. Đấy. Nhà 10 tỷ xe mấy trăm thì tính được cái gì ấy, dân chơi. Giám đốc công ty may và là anh em nổi tiếng ở khu vực Ninh Hiệp rồi là Đông Xuân là Bắc Ninh, một cái xưởng rất là lớn, xưởng may ở Bắc Ninh. Nhưng mà gốc này là kinh doanh xe máy. Ông không đứng gốc này không? Gốc này anh em cũng là anh em buôn bán sửa chữa xe máy đúng không? Sửa chữa xe máy nhá, trước làm anh Kiên luôn, thân thiết luôn, anh em tình cảm đấy. Ờ, gọi ông này bây giờ máy bóc em vẫn làm ngon đúng không? Vẫn bổ máy vẫn ngon vẫn nhớ luôn. Dã máy vẫn sửa tốt. Quên lâu quên. Quên nào được nghề mình mới đâu. Nhưng mà nghề của mình sửa chữa xe máy thì bây giờ mình sang cái máy móc của mình biết hết. Nói chung là nói về động cơ thì hầu như đỗ. Cái gì cũng biết. Cái gì cũng biết hết rồi. Em gần như ở trong công ty điện đó có lấy em làm hết. Không ai lèn. Nhìn qua là biết hết. Em nấu đi xong là anh lát lên like tí em có loanh quanh đây tí anh em. Ờ xong là tí anh em trưa nay ăn uống thì anh em thôi thôi anh làm việc đi làm việc nhá. Anh lên like. Ok. Ok anh cảm ơn nhá. Cảm ơn em đã đến đây kia. Anh đang làm việc đi. Ờ anh ra nhá. Ờ tí làm ngó đông tí ra ngó xong là cái đang lên xe 200 triệu lên vậy. Ừ. Con này 200 bán rồi. Sao con nào ấy? Đây anh em các đại ca vẫn cứ thầm thương trộm nhớ. Đấy hàng đẹp. Đâu con nào đây sao nào. Rồi phút thu đây hả anh. Ông anh bao thì con này. Ôi ngắc ngắc nhỉ. Anh có ít đẹp đẹp mà ngắc ngắc nhiều. Còn nhiều nhỉ. Ừ ngắc ngắc. Còn xe lắc ngắc nó vẫn còn. Không giá thì đây các sếp trên này giá đây không quan trọng, khổ đòi đôi khi đấy cứ phải giá. Nhiều lúc mà cạnh tranh về giá là cạnh tranh vứt đi luôn. Không tất nhiên là em cái dòng này em nó vẫn còn mấy em vẫn còn mấy trước. Không vừa thôi dòng này mua rón rén thôi. Bao tiền anh Dũng? Anh Năm bao tiền em? Bao nhiêu? Không mua được. Bao tiền mua được bao nhiêu? 11,5. 11,5. Anh để cho 11,5. Sao máy bảy con này? Con ở máy bán ra mà 11 triệu luôn. Máy có thêm còn mấy nguyên. Chất thì em bù nó thế này. Bù này đồ nó nhũ nó thế này. Thế nên dọn dẹp. Thế đẹp quá đẹp luôn. Tôi bán em 11,5 nhá ngoài nhá. Tiền ạ. Tôi để cho em như này cho dễ anh em. Bớt cho em 1 triệu nhá. Đây là anh em không mua được. Cho là anh em
còn nó còn kia chứ anh bán em cứ hàng đẹp thì là bạn mang cho em thôi. Món này hàng xấu thì bọn anh không dám mang. Vậy thôi, vậy thôi. Cơ bản em bảo bằng cái con mấy chục triệu. Máy vẫn nổ đấy. Vẫn nổ luôn mà. Anh vẫn để em vẫn là chim kia anh vẫn để nguyên. Bán cho em ô tô đầy đủ hết trong này. 11 rưỡi anh em rồi nhanh, thủ tục cứ nhanh. Không được. Ôi, dán tàn làm gì? Không, anh có dán đâu. Đâu mà dán còn. Anh có dán. Anh em thủ tục cứ nhanh, em làm cho nhanh đây. Thôi. Cảm ơn 1.700 người đang xem nhá. Ok, thực tế đây. Rồi còn rẻ nhất được không Tiến. Thôi chốt lại đi, chốt lại để cho em 12 triệu rưỡi cho xong. Ok, Hà Giang Bùi. Anh em vui vẻ. Nguyễn Đình Hà, quay em con Future 1 đẹp nhất. Ok, Nguyễn Đình Hà ơi. Thôi em bảo anh Nam ơi, em mua cho anh con này 12 triệu nhá. Nếu anh chốt thôi em dừng lại. Không, em mua cho anh 12 triệu không được thôi. Nha, ok. Chốt này 12 triệu nhá, các em nhá. Đây, anh vào bên giấy cho em. Ok, các đại ca nào quan tâm con này thì đấy mua 12 triệu nhá các sếp. Đấy, cộng 2 triệu thôi. Anh em nhẹ nhàng tình thương mến thương. Đấy, xe được cái đầu bò đẹp phết đấy. Này, đây quay cái đầu bò này, đầu bò ác phết đấy. Đơn giản đâu, rắn xe. Đồ đoàn còn zin nhiều, hầu như còn zin. Chứ không phải đồ tàu, đồ lăng nhăng, nhăng nhít thì không mua. Đấy, đây gì này, không quay. Vương quán biển Hà Nội. Ok, mời mọi người vào nhà nhá. À, tí ơi bảo ấy. Được không em nhìn được. Ừ. Em thích cái con xe 200 triệu ấy. Thế thì chờ. Nếu em mà thích em bảo. Quá mong về để đấy không phí. Thôi, phí nhỉ. Thật con này nó là để cho anh em thì là chiêm ngưỡng thôi chứ để. Nhưng mà để ngôi nhà cổ của em là hơi bị đẹp đấy. Con hôm qua nó đẹp mà. Con nó 19 đều xe. Con đẹp, con đấy đẹp. Em thấy nhưng mà từ cái nhưng mà riêng thưa em, xe này đẹp nhất tỉnh luôn. Nếu mà em mà về tỉnh, nó Hà Nội nó hiện tại cũng chưa có rồi. Hà Nội 3.000 cây lớn đâu ra. Nó thật ra xe zin lái chưa đổ xăng anh chưa nghe thấy. Mà xe đi 3.000 cây cũng không có, đúng không? Con này có anh nghĩ là khả năng Hà Nội cũng chẳng có. Việt Nam thì mình chưa dám nói mạnh. Việt Nam thì anh em trong miền Nam thì mình không dám nói mạnh. Nhưng hầu như cũng chưa nhìn thấy gì. Có thể về quý, nó quý lắm. Đấy, đấy. Thế thì hôm nào ok hôm nào anh vẫn có xe hay mà vẫn có những chiếc xe đẹp để mà anh em chơi. Em thấy con biển 19 là đều xe hay. Đều nhỉ. Ừ, thấy quay qua thì nó biết. Ừ, đều. Hợp với nó hợp tiền thôi. Nó hợp tiền. Đấy, nó đứng với con này, nó đứng với con này, nó thật ra nó đứng con này nó cũng không kém gì mấy đâu. Đi cả về quê cạnh bên quanh ở làng ấy. Cái này mình gọi là mình giữ, có cái gì đấy để giữ như kiểu đồ cổ cho con cháu mình sau này. Hàng đồ cổ. 82 em nhà đẹp tắt điện luôn. Ừ, đó ai đẹp. Đi okay. Em nhà em làm xong đẹp nhỉ? Em là nó nhà này. Hôm nay. Đâu rồi anh cảm ơn nhá. Lúc nào anh. Nếu trưa nay anh em có ở lại thì. Ok em ra đây. Đi chưa? Ừ. Ok, cũng xin lỗi anh em là cũng khách quý nên cũng phải tiếp đón tí. Ông em nó trước đây là cũng là anh em đông cũng là một trong những làm anh em làm cùng với nhà mình. Bây giờ anh em có điều kiện hơn rồi. Họ Nguyễn bán em con em đi chở sợi sinh đấy 13 triệu nhé. Thọ Nguyễn bán em cứ vi chờ màu xanh ít quá nhé. Thọ Nguyễn ơi, anh em mỏng mảnh tí thôi. Trần Thanh Bình đúng rồi, miền Nam là Diêm Thái chưa đổ xăng đúng không? Khả năng có nhá. Ở ngoài Bắc mình hiện tại cũng chưa thấy Diêm Thái chưa đổ xăng đúng không? Nếu mà con chưa đổ xăng thì chắc là sợ các đại ca không bán dở cái nhà mình hiện tại đang bán nhá. Huệ ơi, con vào đi vào đây đi, con vừa đi học về đúng không? Con vừa học về à? Đi học về. Con chào mọi người trên này nhé, để bút kèm. Các bác, các chú ạ. Cái này là bố mới Huệ là người trực tiếp sẽ là like một số xe này nhé. Một số xe đây, còn một số xe Z82 này. Còn con đây con 82 này của 82 biển H này của anh ấy cọc. À cũng cọc mất rồi. 82 này cọc rồi. Còn con 82 này này. 82 đây con 82 88 đây biển số mấy 82. Xe
thiệu đây là 82 biển 29H6882 ạ. Con này là 27 triệu nhá. Thế con tối qua con xe của Hướng cũng cọc rồi. Con này 27 triệu này. Đấy, tiếp theo này. Con này của anh 10 cũng cọc rồi nhá. Con 82 của anh 10 qua cũng cọc rồi. Con 68 triệu cọc rồi. Vâng, bên cạnh đây là một con 31229R2. 31229 là 2, con này 22.500 nhá. Con này 8294 nhá. Anh em quan tâm thì con này cộng 4 triệu nhá. Mình mua là 52 triệu hôm có làm video trực tiếp luôn đấy. Đấy, tiếp theo anh em gọi con đọc cái 4 một số xe đều đem này, nhanh. Vâng, đây là xe Dream 29S615764 ạ. Con này nhá, vừa like à đâu. 29S615764. Có chuyển mạng không ạ? Con này hơi thì chuyển mạng. Ok, được rồi. Vâng ạ. Điện thoại vừa mới tinh nhá các sếp nhá, hôm qua điện thoại vừa mới tinh tay xong nhá. Hôm qua ra giản FPT và có cái nào xịn nhất, đắt nhất thì đưa cho anh. Điện thoại vừa mới cứng được gọi là vừa lắp mới nhá. Vâng. Điện thoại kia mình dùng được 4 tháng rồi, nói chung là nó cảm thấy không thích nữa, là hơi yếu tí là cho lên đường. Điện thoại mới tinh để phục vụ các lãnh đạo trên này ấy. Vâng ạ, đây là xe Dream 29S615764 ạ. Con này là mình hôm vừa rồi là mua là có 39 triệu thôi. Vâng. Con này cộng 3 triệu rưỡi cho các sếp nhá. Mua 39 triệu. Nó đẳng cấp ấy, xe đẹp. Con bật plat, ông bật plat cho con. Đấy, có rồi. Chưa bật, ông có bật đâu. Bật, vừa đấy. Nó bị tắt đấy ạ, đây con bật cho. Đây là một em đấy. Hải quan. Đây không xe này biển 49994. 09949 ạ. Con này bao nhiêu anh em thích, bây giờ hôm anh em cọc rồi, cọc lại nhả cọc. Đấy, lại đổi cọc. Xe Dream 29 V3 hay I3 đấy ạ. 09449. Con này mình bán 32 triệu cho các sếp nhá. Đã rút hồ sơ nhá. Xe đã rút hồ sơ bao ship toàn quốc luôn. 32 triệu đời 2011 nó đẹp cho biết. Xe này của bạn Tước ấy. Xe này của bạn Tước ấy, bạn ấy ở Sóc Sơn ấy. Mình làm trực tiếp con xe này, đã làm video trực tiếp và rất là nổi tiếng con này. Máy chất tuyệt vời luôn. Đây có 11 này. Máy nó đẳng cấp luôn. Đấy. Tiếp theo. Vâng ạ, ngay bên cạnh đây là một em 89M105482 ạ. 33 triệu nha các sếp nhá. Đấy có 11. Đấy con này là 15 triệu 500 này. Tiếp theo đi. Vâng, bên này là 88M1 30574 ạ. Còn đứng góc này đỡ quạt gió nữa vào. Ông để ông quạt đấy. Đấy ông quạt đằng đấy, nó đỡ gió. 88M1 30574 ạ. Con này mới đi 3.000 cây thôi nhá. Con này mới đi 3.000 cây mình bán ra là 76 triệu. Rồi. Vâng, bên cạnh này là 29X5 73340 ạ. Bốn mươi lăm triệu nhá. Vâng. Tiếp theo. Tiếp theo bên này là em 88L109643. 54 triệu nhá. 2013. Vâng, ngay bên cạnh đấy là 89K104827 ạ. 55 triệu nhá. 2012. Ông vào vòng kia đấy con theo con ở vòng đấy. Con biển 18 đấy. Vâng, con biển 18H107592 ạ. Con đấy mình mua là 58 triệu có mua làm video riêng cho nó đấy. Chạy mấy nghìn cây mua 58 triệu cộng 5 triệu các sếp nhá. Rồi. Vâng, bên này là 30N46641 ạ. Con này bán 50 triệu nhá. 2010. Đây, bên này là 29N108642 ạ. 40 triệu cho các sếp nhá. Mới đi mấy nghìn cây lốp còn zin. Tiếp theo. Vâng, tiếp theo ngay bên cạnh là 17B505646 ạ. Con này là mình bán là 51 triệu cho các sếp nhá. Tiếp theo đây. Vâng, tiếp theo lên trên đây này. Còn rất nhiều. Đẹp không? Rồi.
Chờ tí. Đây ạ. Tiếp theo là em biển 18E109656 ạ. Ừ, con này qua... À, con này qua đây xin thưa với kính thưa với các vị là xin lỗi các vị là hôm qua là mình làm con này. Mình làm video này, con này mình mua là 64 triệu nhá, mới đi có mấy nghìn cây, lốp còn dày bịch này. Lốp còn dày nhá, mới đi có mấy nghìn cây. Đây, ướt nhè ông nhìn này, ông nhìn mỡ này. Mỡ đấy. Đây. Mình mua con này là mới đi 4.000 cây cho các sếp này, đây này. Ông quay. Khi mua là 3.800 nhá, anh em đi lên Hà Nội này là được 4.000 cây. Xe này mình mua 64 triệu còn 4 triệu cho các sếp nhá. Hôm qua mình làm video, xin lỗi các sếp là con này. Thật sự thành thật xin lỗi các sếp. Con này hôm qua là nó hơi dối một tí. Đây này. Ông quay con cái pha đèn. Đây đầu bò mới tinh. Khi mua mới chạy có 3.000 cây nhá. 3.800 cây, bây giờ đi về Hà Nội giờ là 4.000 rồi. 68 triệu. Vâng, cho bên cạnh này luôn chưa ạ? Ừ. Vâng, đây là con 32266K8 ạ. 32266K8. 20 triệu nhá. 596. Con này hôm mới mua là 17 triệu này. Rồi tiêu đây zim. Phải zim nhất loạt zim. Zim bên này ở con này báo đấy, ở góc đấy. Đây là em biển mấy chiếc góc trong này kia là hết rồi nhá, cọc hết rồi nhá các sếp ạ. Mấy con kia cọc hết rồi. Đây là em biển 98B371749 ạ. Con này 54 triệu nhá. Đẹp, chạy hơn vạn thôi. Toàn hoa hậu, hoa khôi ở Bắc Giang ấy. Vâng ạ, tiếp tục là em 29M137814 ạ. 60 triệu nhá. Ok, con này. Đây, con này là 29V342490 ạ. 29VB. 57 triệu cho các sếp nhá. 57 triệu con này cho nào. Con này là mua vào giá. Con này là mua giá mua 52 triệu nhá. Cộng 5 triệu này. Mua 52 triệu. Tiếp theo con D này nhá, vừa chào sao nhỉ? Okay. Con D đấy là 29D238850 ạ. Mình vừa báo sao? À, con này qua mua của anh giáo sư Vũ Kiêu mà mua 52 triệu mà, cộng 4 triệu. Future đấy con ơi, đang sang future đấy. Vâng ạ, bây giờ mình sẽ sang future. Đây là future biển 29T67933. Màu xanh. Đâu con này? 29T6. À, con xe này là của anh gọi là đại biểu quốc hội. Hôm vừa rồi ông anh vừa ông lại lấy. Một anh lấy cùng con đến này đổi một chiếc xe Jim đẹp nhá. Con này mình mua 28 triệu rồi. Mình cộng 3 triệu nhá. Con này đại biểu quốc hội. Xe mình bán đi một lần rồi nhá. Một ông anh ông về ông chơi xong ông lại bán lại. Anh lại đổi con xe Jim. Mình mua 28 triệu rồi, giờ là cộng 3 triệu là 31 nhá. Tiếp theo đi. Đằng sau này cũng chung. Có rất nhiều future biển. Đây là future biển 29P67161 ạ. 28 triệu nhá. Vâng, màu xanh này là 29H146054 ạ. 16 triệu nhá. Vâng, đây là 29P53998 ạ. 17 triệu nhá. Future đỏ 29P70238 ạ. 19 triệu nhá. Sao? Chiếc xếp được lúc 12 rồi. Mà bây giờ anh chị phải đồng ý phải đi xuống tận Trung Hòa Nhân Chính để lấy xe. 12 triệu. Ok. Buồn lắm. Mua đi. Con Jim kia đi. Jim này á. Con Jim mua 12 triệu ấy. Thì có một con Jim ở trong góc này nữa. Jim đẹp nhỉ. Đây là Jim biển 19E111566 ạ. Jim đẹp thế. Nhìn Jim chất xuống. 60 triệu nhá, các sếp nhá. Con này mua là 56 triệu rồi. Bán 60 triệu nhá, hàng nó là hoa hậu. Hoa hậu gọi là hát xoan. Trắng nõn. Kinh khủng. Trắng tinh luôn. Ông cứ vào thoải mái, ông quay thoải mái, không sợ đâu.
còn mấy dàn mấy con kia cọc hết rồi. Hai bố con mình đọc SH con ơi, ra đọc SH đây xong. Vâng ạ. Đây ra đọc loạt SH đây. Mời các sếp ra xem đọc hết loạt SH đây nhá. Con này là cọc rồi này. Cọc rồi này. Vâng. Con xin giới thiệu SH màu đỏ biển 29S1 90128 ạ. SH nhá. 29S1 90128. S gì? Vâng, S ạ. S nặng ạ. 88 triệu các sếp nhá. 125 tháng 11 2020 ABS. SH màu đen bên cạnh 27B1 57271 ạ. 67 triệu nhá. 2017 đăng ký 2022. Màu trắng này đặt cọc rồi này. Màu đen con là em à? Ờ. Em gì mà? Ờ, con đôi quay đỏ đấy. Ờ, cọc mất rồi. Ừ. Cả cọc mất rồi, con lấy cọc mất rồi. Ừ. Vậy tiếp tục đây là SH màu đen biển 34B3 98050 ạ. 85 triệu nhá. Vâng. 2018 150. Bên cạnh là 29V5 28283. 68 triệu nhá. 15/2016. 150. Z400 này. Z400 này 130 triệu nhá. Mới mua được 10 ngày thôi. Chủ xe lỗ mất 35 triệu bây giờ chưa khách nhỉ. Dòng này khó bán thế. Khó bán quá này. Đây chúng ta sẽ xuống SH màu đen bên dưới này là 29F1 33798 ạ. 29F1 177 triệu nhá các sếp nhá. Xe để phòng khách đấy, 170 triệu. SH nhập khẩu 450 ạ. 2011. Vâng, còn 200 triệu con này cọc rồi này. Wow. Đây màu đen bên này là biển 17B3 50982 ạ. 17B3 50982 màu đen. À con này mấy con cọc này kéo phải cho lên tầng 5 nào. Huy ơi. Con gọi đi. Chú Huy ơi. À. Cho bảo cho Đức nó chuyển con này với mấy con này lên tầng 5 nhá. Lấy xe cọc này chuyển hết tầng 5 cho anh. Để có chỗ xe khác. Vâng ạ. 17B3 17B3 50982 SH 150 90 triệu nhá. 150-2020 2019. Vâng. Đẹp chấm hết luôn. Hết Đức chấm. Vâng, màu đỏ đây là 19C1 41432 ạ. 72 triệu 500 nhá. 2021. Vâng. Bên cạnh này 89B2 04584 ạ. À. 89B2 04584. 75 triệu nhá. Vâng, SH màu trắng. Chào mọi người trên này đi. Chào mọi người trên này có gì? Vâng ạ. Ok, mùa thu nhai có con quay nhỏ nào không? Nguyễn Văn Ngọc, Ngọc ơi có quay nhỏ nhá. Hiện tại là hôm qua mình có like đấy. Nguyễn Phương Liên, anh cho xem con dèm đỏ anh ơi. Dèm đỏ đẹp nhá anh Nguyễn Phương Liên ơi. Dèm đỏ đẹp luôn anh em cọc đi, không ai có vấn đề đâu. Con chào 932 người đang xem ạ. Toàn Vũ Hoàn, thứ xe phải so mới biết được đô hu của con. Có con future nào 10 triệu không? Quang Hải. Quang Hải ơi, hơn 10 tí đi. Đây là khu vực nhà 52 Trường Hà. Lâm Tiền Lè. Phong Tony bảo con gái không đọc biển, quay vào biển thôi, đọc gấp quá. Ngày tháng ngày xếp Hương Lê quay rồi nhá Hương Lê ơi. Hoàng Thái có con gem nào rẻ không anh? Riêng mình báo giá rồi nhá. Tiếp theo đi. Tiếp theo đọc. Vâng. Tiếp theo con này ạ. Đây là SH biển 29F1 49464 ạ. Con này 81 triệu nhá. 29. Vâng, bên cạnh là 29A1 05245 ạ. 154 triệu nhá. 2022. Vâng. 152 triệu. Còn bên này là màu ghi xám 29S2 04129 ạ. 97 triệu nhá. 2021 97 triệu 150 ACBS. Tiếp theo trong này. Tiếp theo sẽ
màu đỏ xin đi ạ. Là 18B2 76952 ạ. 73 triệu nhá. Vâng, sao con qua em sang mốt luôn không? Hay là bên này? Em mốt đi. Em sang mốt đi ạ. Vâng, tôi xin giới thiệu đây là S1 biển 29V5 44750 ạ. 56.500 nhá. 2018 bằng cá tính. Vâng, màu đen bên cạnh là 29X7 23791 ạ. 39.500 nhá. 2014. Bên này là màu đen biển 34B2 40599 ạ. 35 triệu nhá, 2013. Con Basie là 32 triệu nhá. Mấy con xe kia 16 triệu một con ấy. Vâng, ba con dream trong này là 16 triệu một con ạ. Còn... chờ tí. Chờ tí anh like luôn. Anh like nó hai con này đang có khách bán dream ngoài cửa. Em tiếp tục con. Thế ạ? À? Like hai con này đi. Like hết dãy bên này. Đây là xe SH29A1 05159 ạ. 29 150 triệu nhá. Vâng. S350. Màu đỏ đây là 29 2022 đấy. Ừ. 49561 ạ. Xe gì? SH ạ. 29 gì? 29X7 49561 ạ. 98 triệu nhá, 150 2019. Vâng, ở trong đấy là biển 36B7 29647 ạ. 80.500 nhá, 2019. Con này biển 81 Ta Lai 75 triệu này. Con này cọc rồi này. Con này của một sếp và là chủ thầu khoan cọc nhồi cũng sang tên con này. Hai con này. Vâng, đây là S2 biển M1 47653 ấy ạ. Con này mãi chưa bán được. Mẹ ngô xỉa, xỉa nổ thế. 89 triệu nhá. À đâu? 84,5 nhá. Mãi không bán được. Xe biển xấu rút hồ sơ. Xe rút hồ sơ nhá. Đây bên này là 29E2 67733. 93 triệu nhá, 150 ABS. Rồi mời mọi người ra đây, đi ra ngoài để có đang có anh em đang bán chiếc xe. Rồi đây em. Đây mình rất là nhiều dim, rất nhiều quay này đẹp không? Mọi người đến đây các anh em các đại ca đến đây nhìn nó cũng sáng loáng cả vùng đẹp. Bán hoa khôi hoa hậu ở các vùng quê đấy. Tuyển ở các vùng quê chân lấm tay bùn về đây để dự thi đấy. Dự thi đây này, chiếc xe đẹp. Không đơn giản là không thấy đi trên đường đâu các sếp ạ, ở đây hết rồi. Bác để nhà để phòng khách rồi. Đâu anh nào bán ở đi mà. Ờ, chào anh. Đâu bán đâu. Ờ, rồi. Anh bán con này đúng không? Đâu đây à? Hai không mười hai. Sao tiêu kia là anh báo bao nhiêu tiền? Anh báo giá lên 2 triệu. Cái giá mua. Phạm Phước à, ơi, pha đỏ bán rồi Phạm Phước ơi. Xe 84 triệu là đỗ gì mày ơi, 125/219 nhá. Xe đấy là biển gốc là biển đuôi 53. Mình rút hồ sơ rồi đấy. Dòng này. Đây đây, Tiến. Vâng, hỏi em nhé. Giá bao nhiêu? Trước em nói 32 đấy. Bỏ 35 được đấy, về đi cho má mẹ nó bán. Đây bán được không? Lâu rồi nhỉ? Được gì lâu anh. Lâu rồi. Nửa tháng, từ hôm lấy sai ở đây. Em chào các đại ca trên này, hiện tại có 755 người đang xem. Ừ, em rồi. Chào đây các đại ca trên này, ông tắt Blast đi. Ấy đấy, bảo ăn này thì. Ừ. Xe này là anh bán lại đúng không? Dạ. Bán lại đúng không? Vâng. Ừ. Thế thì khoảng 3 giờ anh xuống lấy xe này nhé. Vâng, 3 giờ xuống đấy, ok. Thế thì trước mùa đây đúng không? Không, cái hôm đấy là đâu rồi. Không phải, cái hôm mà em lên trên này em mua xài đấy, nhớ chưa? Rồi. Ê, khách nó đòi 35 triệu. Ừ. Nhưng mà anh bảo nó chỉ tầm 32 thôi. 2 triệu. Được. Đấy. Thì hôm nay về nói với khách đồng ý rồi. Khách rồi, bây giờ là bán là 28 triệu đúng không? Giá sao được anh.
Đi mãi rồi lo. Có đi đâu anh? Từ hôm giờ có đi đâu? Anh nhìn cái số bên kia đi thì em đi đâu? Ờ đấy cho nó. Vâng, xem đi. Ok, cho nó. Lốc lác ơi, con này thay lốc rồi nhá. Thay lốc kiểu giả zin, kiểu thay lốc lốc zin nhưng mà lốc cho nó ghẻ thay. Cái lốc này thay rồi đấy nhá. Cái lốc này vẫn còn ở nhà. À thay ở bên đây. Tại vì nó bị xui lên một tí. Thùi thay. Vâng. Các xếp ơi, thùi thay làm gì? Tỉa tí xương là xong. Không, nó vẫn nguyên mà. Nếu mà ăn thích em này biết. Ôi, lắp ra lắp vào bây giờ tự nhiên mẹ tự nhiên đấy đúng không? Độ ca độ cổ. Khách có yêu cầu nào thì làm thế thôi. Bây giờ đồng ý nó bán thì tương thôi. Xe nào có để nguyên đấy. Bây giờ như đình chùa có tí hành vi câu đối anh em rõ là thay mẹ là hành vi câu đối khác đấy, đương nhiên là gì dở. Đây bây giờ mình phục chế đình chùa mình giữ lại các cái tên mở hoặc là các cái hành vi câu đối của các cái gia phả các cụ ấy, anh em đứng in lại để nguyên quý là quý thôi. Có đôi má đào này anh em thay má mới quá lại bị mất phí quá nhỉ. Thôi giải quyết anh em thôi, anh em cũng thoải mái vô tư tình thương mến thương là cứ để cho anh em 28 nhỉ. Là anh em xuống tiền xong 29 được chốt. Thì chốt không ấy thôi em mang về bán được anh 28 triệu anh em mình không tình được, cảm em giải quyết thôi nhanh ấy rồi tại vì hôm nay có việc thì em mới tương đi thôi. Ừ, vâng, việc rồi anh em mình đi 32 triệu giờ xuống quá rồi. Chuyện buôn bán cái vấn đề thì mình là dân chơi không phải chơi nhiều lỗ khủng. Thùng nọ nọ mua 30 thì bây giờ bán nguyên nó nhiều quá. Để cho anh em 28 triệu. Đó là em kia này em ra xuống đây là em bán cho em đúng không phải hỏi giá gì. Cứ 29 triệu được thì chốt, không được thì thôi em xin xe em mang về. Bán lên 28 triệu. Vậy anh cộng tí anh em các xếp trên này đi. Được, anh em với nhau chứ em mang xe đây bao lần em bán với cái mua xe đây rồi em cộng thêm tí thì lỗ nhiều quá. Em lỗ hai củ đấy. Em 30 đồ ăn làm gì? 30 bán này chín rồi luôn. Chấp nhận thôi. Thế tiền bia, tiền rượu, tiền tiền khao. Em nói thật với anh em ngồi xuống đây mua xe nhiều cho khách mà đây có tên em đây em biết mà. Ừ. Phải là người lạ chứ đâu. Ừ. Thì tôi lấy em đố chịu đâu triệu. Ừ. Phong Tây Nguyên, ok. Phong Tony. Có con Huy Thái nào không? Thịnh Bình vì ơi, hiện tại không còn nhá. Huy Thái. Chấp nhận lỗ. Em ôi lỗ 1 triệu bạc kêu cả khóc vâng. Làm gì? Mình triệu bạc qua về quê có xe ngoan hơn thì chắc thôi chốt 28 triệu không được. Thôi anh bảo nhá em lùi đi 500 anh em mình cứ đôi chốt không được em thử lỗ 1 triệu rồi hôm trước ăn bảo ok 3 xong triệu vào viện ok rồi. Chốt con này thôi em 29 triệu vẻ lỗ 1 triệu ăn cứ xong ông quay vào kêu vẫn phải chấp nhận lỗ ok đấy buôn lỗ cần photo chứng minh thư của em có đây chờ tí để con chuyển cái này nhé ông ở đây Zalo ra được không? Gửi Zalo đây rồi. Anh thiệp cho vào anh em gửi anh em 29 triệu. Okay. Anh em quay chào các đại ca như này nhá. Rồi xin chào nhá. Rồi ok, chào xin được mic. Ok. Ok, vào viết giấy. Đây đâu còn ông Tuấn rồi. Tuấn đâu ra giải quyết. Đây để chốt số con này xong đấy. Con này máy zin nhá. Con này có điểm yếu là các đại ca cẩn thận quá thay với cái lốc zin này vào thành chành giả. Đúng không? Như cái thôi thì nói chung cũng được. Đấy, nói chung hay phết đấy. Ngon. Máy nổ đi 5-10 năm không hỏng. Yên chí con này máy ngon, máy chắc. Các sếp nhá, mua là 29 triệu rồi các sếp quan tâm con này. Đấy, xe ngọt đấy. Còn rẻ thế. Rẻ rẻ thế, rẻ quá yêu thương. Rất là quan tâm đấy anh em, cộng con này 3,5 triệu nhá. Cũng rất là biết ơn những thước video này anh em đã mang đến cho mình. Công tơ mới chạy có 6.000 nhưng mà nói thật ra mình cũng chưa không nói được điều gì kệ. Công tơ đi 6.000 cây nhá, ông quay công tơ mét thôi. Nhưng mà con này chắc đi nhiều hơn rồi. Đang ngon chất lượng nhá. Ok Trần Tuấn rồi. Giải quyết anh em con này nào. Quả mặt này Nam Mô A Di Đà Phật này chắc anh em cũng bên hả? À? Bao nhiêu? Đây anh chưa mua được em xuất hiện thì em mua được em xuất hiện đi. Xuất hiện thì chưa mua được á? Mua được. Em thì kệ mẹ cái cài mic ra sẽ nói cho dễ. Em cứ cài mic kệ. Kệ vấn đề gì? Mình cứ mic mủng là mang đồ chơi đồ nghề kín mít là dân chơi. Chủ xe đang ở ngoài kia chưa mua được nhá. Mấy anh em đang đến để chào mời. Đấy. Đầu máy bao nhiêu mày?
mày 00. 00 à? 93. Đơn xử lý lại rồi. Sơn đẹp nhỉ anh ơi, sơn đi lòng xe đấy. Xe này rắn giỏi, ông quay vòng luôn. 05, này 93. Đẹp thật đấy. Lươn thủng thôi. Lươn lủng, thủng, bục thôi, con này tỉa thôi, bên này bục tí rồi. Bên này bục tí rồi. Bao tiền con này, bao tiền Tuấn? 1 tí thôi anh. Ừ, 1 tí chỗ này, đây. Thủng tí. Thủng chưa nhìn thấy mặt rồi nhá. Bao tiền con này em ơi? Chủ xe đang đòi 20.400.000 anh. Không mua được. Thích cái sơn nó đẹp quá, đồ đẹp. Đâu nhìn trông rắn giỏi. Xe đi làm em, không mua được. 16 cổ. Một chủ luôn. Một chủ. Hả? Một chủ luôn. Một chủ. Ô gì mà gì có loại này, chủ mà đấy chỉ có loại này. Bộ Tân Hòa xa chưa? Không còn 2543 đâu. Thôi 16 thôi, giải quyết xong. Thôi ra vần vò đi. Giả khách 13 triệu thôi, làm 3 phát 3 mồi. Ngày nay bán anh Kiên con xe là tháng ngày kiếm con, tháng kiếm 9 sọi. Buôn gì cho bà? Lãi lắm. Cười. Thôi thôi vui thôi, anh mua 16 triệu thật đấy. Không bán à? Bán thôi. Dạ cần. Dạ nó 15 rưỡi 16 triệu. Không mua được. Bán thì cũng hạn thì giá được. Ok. Thôi không. 18 triệu quay. Không. Thôi này nhá, anh em thoải mái, anh mua cho 16 rưỡi. Thôi bố mẹ lại tiếp tục hằng hằng đi đâu, cơn gió nào đi qua mi. Chào mi, bác. Mi. Em đi dạy bây giờ. Đợt này mình vẫn đi dạy là không live stream cho anh Kiên. Mi yoga. Thôi con đi luôn. Một trong những giảng viên yoga nhá, mi. Lò len đấy. Lò len. 16 rưỡi. Anh ạ. À. Không, anh mua 16 rưỡi. Cho 7 ấy. Ok, mua 17 triệu nhá, được tí vòng đây. Ok. Bây giờ chưa xong nhá, xe chưa xong. Mấy chị đạo anh em đi mua thôi. Con đọc đây, con đọc tiếp tục cái giá này cho. Đây, okay. Đây rồi. Học nhanh, chuẩn bị bầu trời rồi, đang đang âm u chuẩn bị có tín hiệu của mưa đến nơi rồi. Vâng ạ, đây là xe hai biển 29D2 11674 ạ. Ok đây giờ đây. Đây là kiểu màu xanh ghê quá ạ. Chào các sếp, hiện tại vẫn còn 838 người đang xem. Cầu gái chưa mưa. Chuẩn bị mưa rồi Nguyễn Hùng Trần ơi. Xe GM Việt mua giá bao nhiêu vậy anh ơi? Đấy ok, đấy giá đấy. Cộng 3 triệu rưỡi nhá Trinh Hoa ơi. Con Trinh Hoa ơi, con GM Việt đấy là mua là 29 triệu rồi nhá. Cộng 3 triệu rưỡi đấy. Con phiêu giá sao giúp xếp Kiên? Mình trả lời rồi mà. 112.000 Thái, ôi biển. Lê Tuấn ấy bán rồi nhá. Phong Tony mang tiền về cho mẹ. Con Atcha không. Tuấn Thanh không còn nhá. Hay quá, xem bằng Kiên mua bán xe mà thấy sướng. À, tháng xuân, ok. Ok, cảm ơn 814 người đang xem nhá. Ok, mình mới Huệ lại tiếp tục. Con lại đọc đi. Vâng ạ, đây là xe SH 29D2 11674 ạ. Khu vực SH nhá, khu vực SH là các sếp nhá. Con này 75 triệu các sếp nhá. Đây 2017, xe đẹp nhá, toán xe không tai nạn ngập nước rồi đâu. Vâng, tiếp bên theo. Cạnh này là 29L5 31713 ạ. 80 triệu nhá, 2018. Giá là những cái xe này mình chỉ cộng 2-3 triệu, 3-4 triệu. Cái xe này mình chỉ cộng mấy triệu thôi các bạn. Anh em bớt nhiều là không được đâu. Để giá cả dòng này mình chỉ cộng thêm mấy triệu như kiểu mua bán bình thường thôi. Nên các sếp mà mặc cả nhiều quá thì không bán được. Đấy, để vâng. Toàn xe chuẩn. Vâng, bên này là 29H1-45574 ạ. 63 triệu nhá, 2014, 150. Vâng, màu đỏ là 29E2-24961 ạ. 74 triệu nhá, 2017. Vâng, bên này là 29X1-91254 ạ. SH màu xanh đen. Màu đen ạ. 77 triệu nhá, 2020. Ôi, tiếp theo đi.
Chắc hôm nay chắc bố với mẹ chắc quần chỗ này thôi chứ không không lên kia được, mệt lắm. Vâng. 2 giờ rồi để con cơm nước. 2 giờ con cũng đi học nữa. Ừ. Sáng nay con học cả sáng rồi. Đọc đi. 29P194085 ạ. Ok, anh à. Vâng vâng, anh lấy xem giống ai gì? Vâng. Bây 82 cả zip. Bây giờ mới xem đúng không? Vâng. Ừ. Hòa cho anh xem nhá. Vâng. Báo giá sao giá cho anh. Đấy, anh em rất đam mê là Dream 82. Vâng ạ, đây là SH màu đen 29P190485 ạ. 95.500.000 nhá, các sếp nhá. 2021 150. Vâng, màu trắng trong này là 29N124089 ạ. Con này là 56.500.000 nhá, các sếp nhá. 150. Vâng, màu đỏ 35B277389 ạ. 82.500.000 nhá. 150-2020. Vâng, màu nâu ở trong này là 29H236467 ạ. 55.000.000 nhá. 150-2014. Màu nâu, đấy. Vâng ạ, vậy con giới thiệu một con SH ở trong này màu đỏ 29V170241 ạ. 83.000.000 nhá. 125-2020, ai biết? Vâng, màu đen ở ngoài này là 29E251453. 88.000.000 nhá. Xe rút sơ biển 53. Xe rút sơ. Đây con chỗ này có con Charlie này. Con Charlie này anh em để lại cho này. Đấy con Charlie này lại quay về nhà mình nhá. Đấy con Charlie cũng cu hơn 50 là cái chiếc này. Xe này hôm đấy là mua là 10.000.000 nhá, cộng 1.7 nhá các sếp nhá. 10.000.000 cộng 1.7 con này. Charlie Cuckoo không quay vòng cho con. Charlie Cuckoo. Charlie Cuckoo biển số là hơi 50, dành cho học sinh sinh viên. Biển số là 36AA17246 ạ. 11.700.000 trong con này nhá. Charlie hơi 50. Em bán hay mua? À xe của em là xe hả? Ok. Đấy anh cứ nhìn cái gym là anh gạ bán. Đấy máu chứ. Có mua luôn. Ừ. Bán anh mua luôn. Thích lắm ấy. Đấy này gym anh em là tự nhiên là yêu ấy chứ. Nhìn là yêu ấy sướng. Đấy. Chắc cũng muộn muộn rồi nhỉ. Chắc hôm nay là cũng 12 giờ kém rồi. Chắc là cũng còn ở bên kia thôi. Ngày mai xử lý nốt. Cảm ơn tất cả anh em đã xem video này nhá. À, mời mọi người vào trong nhà. Nếu có gì anh em trao đổi một chút ở trong. Ngồi cho ông nghỉ tí. Đấy những khách hàng tiếp tục những khách hàng đến mua bán. Thôi rồi, ai là người bán hàng? Ông anh lấy xe gì đấy? Đây à. Vâng vâng, ông ngồi đằng này. Ông ơi, ông ngồi đấy. Ông ngồi chỗ này. Ông ngồi chỗ này. Anh lấy xe gì đấy? Dạ. Đang chuyển tiền à? Vâng. Thôi anh cứ chuyển đi cho nó tự nhiên đúng không? Anh chị ơi, xem cho. Cho bố công nước phải. Chuyển rồi anh. La. Vào hôm nay mát hành hẳn lên. Ông đang nhồm nhà. Ông hôm nay. Rồi, em gửi qua cho anh Kiên nhá. Không, okay. Gửi qua cho em, giúp em. Phạm giá quan diện. Anh chuyển rồi. Anh chuyển giá con màu trắng. Mình trả lời rồi, bạn đã tạm biết chưa? Con quay nào tầm 56.000.000 không? Ơi. Có anh Hoàng Lê ơi, có quay nhá. Ok, Phạm Quang Diện, C con SH, Việt không xếp. Không hiểu. Ô anh lấy xe gì ạ? Anh nhận được tiền rồi nhá. Anh nhận được tiền rồi đấy. Được rồi, ok. Đấy. Sim. Anh mời cháu. 0865 ạ. Anh ơi, em gửi em căn cước 989 ạ. 989 rồi. Em đang like. Anh chào các đại ca trên này nhỉ? Vẫn còn 644 người xem. Anh tên gì nhỉ? Trên nhỉ? Anh chị nhau qua đấy. 996. Anh nhà Phú Xuyên đúng không? Chắc nó xem em kia like đúng không? Về bắt tay mày. Dân chơi. Đấy các dân chơi vẫn cứ tín nhiệm anh em đến. Thì nhưng mấy con Galaxy này ngon. Cháu đi mấy năm
cái chế độ bảo dưỡng bảo hành trên này nó tốt thì anh em tình cảm. Vâng, tốt mà. Xe vâng. Cửa hàng buôn may bán đắt. Vâng vâng vâng, cảm ơn anh em đã làm rồi. Vâng. Còn những cái gì các em làm nó cẩn thận. Vâng vâng. Em bàn giao giấy tờ cho anh. Vâng. Đang đi lúc 7 giờ. Biển đẹp phết nhỉ, nuôi 5579 áp phết đấy. À, xe Tuấn bán rồi à? Thế chắc anh chờ ở chờ đây để cho anh em hoàn thiện nốt. Ừ. Anh uống nước đây cho mát, ở ngoài nóng. Nếu Tuấn là bán kiện luôn xe Jim rồi cho các sếp nhá. Anh em có thật đâu, nghe nhiều lắm, nhiều lắm mà khách đang thì lắc. Vụ này đang kiếm được khoảng 1 triệu rồi, triệu kiếm được trên 1 triệu rồi, nghe đồng triệu lắm này. Lằng nhằng cứ bảo của khách đang ở kia, khách gì? Nguyễn Toàn có Uy Thái 10 không anh? Uy Thái trong 10 vừa bán rồi nhé, còn Uy Việt Nam thôi. Nguyễn Toàn ạ. Sương Tuyết Nguyễn có con màu trắng 50 triệu không anh? Có hơn tí được không bạn Sương Tuyết Nguyễn ơi? Trung Phạm đời 26 có nhá. Ông Tuấn bán cho anh em bao tiền này? Đấy, con gì vừa rồi của Tuấn bán mua của Tuấn là 18 triệu đúng không? Kìa. Các sếp nào quan tâm thì cộng 2 triệu. Đấy, nhẹ nhàng tình thương mến thương. Đấy, ở trên đấy cho nhanh. Đấy, thẩm định cái cả giấy tờ con anh rồi. Dương Lưu Linh Bèo. Cháu chào chú Kiên. Linh Bèo ok. Ê, cảm ơn 539 người đang xem nhá. Lấy đá rồi. Anh ơi, em thì không có đá đâu, anh muốn tạm là nước này cho. Anh uống nước lạnh nhá. Lạnh đây có nước lạnh nhá. Anh lạnh luôn thì cho nó lạnh. Ê, giám đốc vẫn cứ phải phục vụ khách, khách là quý nhất rồi, tất cả là khách hàng là quý nhất rồi. Đây ông anh lạnh toát luôn, cho ông anh lạnh toát luôn. Anh mời anh nhá. Sao đấy? Chuẩn chưa? Ok, cảm ơn 568 người đang xem nha. Hôm nay là kế hoạch là định lên trên kia để mà mua, để giới thiệu anh em một số xe 50 này, rồi Winner, nhưng mà nghe vẻ hoài à. Mai hẹn các sếp ngày mai. Thế ngày nay là mình cũng quần nhà 52 rồi, xong hết rồi. Dạ. Nguyễn Văn Ngọc, ôi nhỏ tầm bao nhiêu? Ôi nhỏ tầm xe vừa tầm 6-7 triệu nhá. Tuấn nói câu nào để cho anh em trên này đi cho nó máu lên xong. Cẩn thận đấy. Buồn lắm anh. Buồn thì ông làm hai củ tôi buồn. Anh em nói chung là Lan vẫn điêu như ngày xưa. Lan điều lắm, ông này lằng nhằng lắm. Tháng 7 mà cứ tấp lập này ok rồi. Thế thì cứ chuyển cho em 28 triệu thì đưa em 15 phút sau mới quay lại. Thế mà là điêu chảy chịu luôn. Viết giấy bán em tháng 7 nhưng cái là nói chung là nói rồi tháng 7 cũng chẳng ăn để ý đâu mà. Xe máy nó đơn giản này ạ. Tháng 7 này. Tháng này bán lại ngon. Này, đất đai nhà cửa mẹ cũng tháng 7 ông mẹ là ông ăn được ngon. Em toàn mẹ tháng 7 em mua mẹ em tháng 8 mình bán. Đây ạ. Đấy. Nhưng tháng 7 này không có chơi lại hay. Tháng 7 anh em cứ đi mua xe mạnh lên đang 12 triệu 11 triệu bán luôn. Đấy vừa rồi đấy bán giải quyết hết. Em vừa rồi đẩy hết đi, làm gì. Nguyễn Đức Hiệp. Có Nguyễn Đức Hiệp ơi. 125 60 triệu có nhá. Ông Hoành, ông để cái máy xeo cháo đây đi. Ok Nam Nguyễn. Chào Nam Nguyễn nhá. Con người mất giấy 4 triệu. Còn không, Cơ Phạm ơi bán rồi nhá. Anh nước đi. Em cảm ơn nhá. Anh chào các đại ca như này đấy. Chào anh nhá. Jim chốt rồi nhá. Chào các sếp đi. Jim của Tuấn là 17 triệu. Cảm ơn, vẫn còn 511 người đang xem nhá. Con Uy đỏ ai còn không anh? Con Uy đỏ bán rồi cho anh Đức Liberty ơi. Con Gem vừa 18 mua được không? Đây mua được rồi đây Yến Nhi ơi, đây này con Gem vừa mua đây này, 18 này mua. Trước mua con đấy là mua 17 mua 17 triệu nhá, cộng 2 triệu nhá bạn Nhi Yến nhá. Đây ông Tuấn này, ông này ông đang đếm tiền này đây.
đấy, ngoảnh ngoảnh mẹ ông bêu ông đi cò cốc làm nhà lách việc vênh ông làm hai củ thôi rồi. Ok, cũng chưa cũng xin lỗi các đại ca là hôm qua là có con xe này lúc mình like nhiều, hôm qua là có con xe biển 18 ấy cũng like là mình báo là 63 triệu nhưng bị nhầm đấy. Thật ra là về sau chủ xe về xem lại rồi là anh báo nhầm, đúng là mình báo nhầm thật, mua là 64 triệu nhá, tôi cộng 4 triệu nhưng mà thôi nay anh em ấy là cộng 3,5 triệu thôi, xe nó đi mấy nghìn cây, xe đi có hơn 3,000 cây nhá, về nhà mình là 4,000 cây, Jim Việt Nam biển 18 hôm qua mình có like. Con xem đang viết giấy bán biển bao nhiêu, biển Hà Nội nhá, con xem đang viết giấy bán biển Hà Nội đây, xe Tuấn vừa mua đấy, đầu like vừa xong ấy, bây giờ anh em mới mang bán. Sao thì làm gì mà nhìn mặt các thứ cho thoải mái sao? Đi Việt nào? À đi Việt 2,5 đấy. Đẹp gì? Bán để cho anh con này bao tiền? Dối làm gì luôn. Con gào con này của anh vào 21,5 Không làm đeo khẩu trang không sợ lộ hàng. Qua có cái gì nhưng giữ làm cái gì? Mẹ đời mẹ gặp anh Kiên thì nó mà vui mẹ như Tết thì để ý làm gì? Giữ quanh triệu đó là 2,5 để cho anh chung kết là để anh 2,5 triệu. Là 21,5 một triệu đó là 2,5. Bây giờ dọn còn đấy 1 triệu rồi. Dọn 1 triệu để 2,5, bây giờ bán này anh 20 triệu. 2,5. Buôn phải lỗ nó mới sướng như thế này, buôn lãi thì đơn giản. Buôn lỗ nó mới là biết buôn, chứ còn buôn lãi thì ai cũng buôn được. Đấy các bạn, nếu mà để đi buôn mà có lãi thì ai cũng làm được việc ấy. Này này ca ơi, cái buôn lỗ nó mới đẳng cấp. Cái đại ca xe mới thì mới cần lỗ. Loại xe mà cũ như thế thì em không hiểu ngại. Em ơi, biển tê nát rồi, 2,4 mẹ ông nát bét rồi, ông đòi. Không đi nát. Ông nát bét rồi. Máy gọi là hơi tí thôi, còn đấy đời, đời cổ này như thế này. Đời nhà Tống nha các em nha, vừa rồi giải em nó 17,18. Thôi để cho anh hai sọi mang đây, anh like, anh cộng triệu hơn triệu là xong. Như thế này mà anh nhắm bảo là... Anh nhìn rồi em không bán được đâu, thật xe này phải để tay anh mới lên đường được. Anh cho nó tỏa sáng. Anh đồ như thế này mà anh... Nó lại càng để càng quý. Ôi, quý cái gì mẹ, đồng nát này. Tiên Thái về đấy. À, Tiên Thái về à? Hồi thống nhất anh vẫn cứ giải em 2,2 sọi. Gần 3 triệu còn nhỏ. Anh giải em 20,5 đấy, trên line anh giải em 20,5. Được chưa? Về năm. Mời mọi người ra đây, có con Jim Thái vừa về nhá. Sao? Về đó. Về à? Thôi lúc nào mang đây, lúc nào mang đây cho anh lại nha, mình lại làm phát nữa. Con nào về đây, con này của Tuấn đây đúng không? À. Em cái xe lát nữa. Biết à? Ngủ đâu cơ à? Người ta chủ xe ông nói thế. À, được. À, đừng vội like xe này. Ok, ok, chị vào đi, vào đi, em xem báo giá. Ok, không là. Không, nó xe này là chủ đó, em bảo em không bán xe nhà anh vì là nó có xe trong trong này nhà anh. À. Ok, ok. Anh cái xe SH màu xanh đen ấy, 125 CBS mà biển tỉnh ấy. Nhưng mà anh gặp 66. 66 CBS biển tỉnh. Xe 2 vạn cây. Nhưng có mua được không? Biển tỉnh ấy. Màu xanh đen. Không ngại. Ngại nhưng vẫn cứ xong. Chị hỏi anh cầm cái gì mua? Nó xe đẹp phải mua. Biển 17 anh nhé, 125 CBS biển 17. 2017. Anh lái xe. Không lai biển số không biết đâu mà. Ôi giữ làm cái gì, con này nó nát hết rồi, giữ làm gì. Nát bướm ấy rồi, còn giữ làm cái gì, mấy đồng bạc. Ok, cảm ơn các đại ca đã xem video này nhá. Đấy, con thế này anh em đang không lai. Cảm ơn 601 người đang xem. 29 xin giá xem 293 Jim Việt. Có chốt cho em con mua 29 bán 31 không? Để em còn đi ngủ. Không bán được, xe đẹp lắm bán đâu được. Huy Nguyễn ơi, không bán được đâu. Đây người vận tải ra làm cái quả cả quả gì đây, củ cải à? Thưởng, khách thưởng. À khách thưởng à? Đi ship. Đây là một đại ca chuyên ship xe trong nội thành nhá. Nội thành. Đây là ship đấy, đây là ship ngoảnh chào lại các đại ca này nhá. Đây là chú tên là chú Vĩ nhá, chuyên đi người vận tải. Đấy, đi lấy tiền cho Kiên. Chú vừa chuyển xe về đâu á? Vừa chuyển xe đi Bắc Ninh đấy, sếp vừa đi Bắc Ninh về đấy. Có bạn nào rảnh gửi ảnh cho em xem, ui tầm 5-6 triệu Hoàng Lê, ok.
Lát nữa bạn inbox nhé, hoặc điện thoại Facebook đang phát trực tiếp này. Xin giá con 29X3 Dream Việt cho tí đây. Chào các bạn. Dream Việt 29X3. Con 29X3 có người cọc rồi nhá. 56 triệu. À có con 71 triệu đây. Đây này ông ơi, ông quay con 7, con 7. Con bán 7, 70 triệu này. 29X3 này. Đây các sếp này, đây ông quay nha. 293 đây 4850 này, nó đây nhá. Còn đây là hôm ấy là đây này, lên 6 triệu này là 71, con này mua 65 rồi. Cộng 5 triệu là 70 triệu các sếp nhá, cộng 4 triệu rưỡi là 69 rưỡi nhá, con này 293 này. Chạy 3000 cây các sếp này. Chạy 2800 cây. Đây. Xe lốp dày mình cho nhá, mua 65 triệu rồi. Đấy ông quay vào cho con. Đây cho anh. Anh Phạm Ngọc Cừ anh xem, đây ông quay vào nhá. Đấy. Nhập 65 triệu rồi các sếp ạ. Nguyên đai nguyên kiện, lốp lắp zin nét cả đôi. Đấy công tơ mét này. 22.800 này. 2800 cây. Đấy, đôi cùi máy. Cắt khử luôn. Trời. Đó là thì thầm mùa xuân. Đó là đẳng cấp luôn các sếp ạ. Đây. Đẹp gấp đây. Vào tay bầu kiên mới tỏa sáng được cả cả. Vào bình ok đúng rồi. Nói chung là nó phải có nghề. Anh em kinh doanh nó phải có nghề. Chứ anh em cứ bóng này không được đâu. Yeah. Cảm ơn vẫn còn 609 người đang xem nhé. Mình xin phép kết thúc live tại đây, cũng muộn rồi. Giờ này cũng vừa thôi, không có thì sợ căng, ốm mất. Đấy. Trước cũng một giai đoạn oải mà nghỉ mấy ngày đấy các sếp ạ. Phạm Văn Ngọc từ quê Đan Phượng nên yêu X3. Ok anh nhớ phòng cửa Đan Phượng là thế, đón em nó về đây anh ơi. Bỏ ra vài triệu thôi không quan trọng đâu. Nguyễn Quang Trung bác cho em con SH150 tầm 70 triệu một đấy lắm. Lát đây anh Nguyễn Quang Trung ơi, lát nữa là kiểm tra lại cái video này nhé. Đấy cũng hỏi rất là kỹ rồi, mình trả lời rất kỹ rồi. Nguyễn Quang Trung ạ. Con Việt vừa nhập ấy. Con Việt Đức Thành. Đức Thành ơi, con Việt vừa nhập đấy, con đấy là. Con Việt vừa nhập đấy, con đấy là mình báo hết giá rồi mà. Cường Nguyễn con PSX 2 biển 214. Để kiểm tra lên PSX đi. Cường Nguyễn PSX. Biển 14 là 36 triệu nha anh Cường Nguyễn ơi. 2017 36 triệu nhá. Màu trắng hay màu đen. Biển 14 đây này. Biển 14 P1557 này, 36.490.000. 2017 vay em lên được 4 triệu. Còn đây em cộng lên nhanh được có 3 triệu thôi. 3 triệu rưỡi. Còn này mua là 33 triệu rồi, 32 triệu 500 rồi. Mua 32 triệu 500 rồi anh ơi. 2017. Ok, cảm ơn 503 người đang xem. Cũng rất là biết ơn mọi người đã xem video này nhá. Có ai xem lại thì nhớ chia sẻ bài cho mình nhá. Anh em ai mua chiếc xe nào thì chia sẻ bài cho mình. Cảm ơn tất cả mọi người ạ. Chúc mọi người buổi trưa vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người nhá. Ok.